hắn thực sự không sợ đối phương nháo sự chỉ sợ đối phương không gây chuyện tưới dầu lên lửa mặc kệ người chết hay sống người các phái chung quanh đều cười phù hoa và đám hồng cái thiên trước mắt lại nhận ra vị đệ đệ kết nghĩa này đúng là có miệng lưỡi sắc bén toàn thái phong cười khổ lắc lắc đầu tần quan và kha định kiệt nhìn nhau cười như trưởng lão khiến thái thúc sơn thành cong đuôi bỏ chạy hai người cũng có cảm giác vui lây cảm thấy nở mày nở mặt thay từ kim động như hữu đạo chắp tay tiếp tục khách sáo với mọi người một phen sau đó đi ra sau đoàn người, tần quan và kha định kia tất nhiên đi theo hắn. sau khi ra sau đoàn người, như hữu đạo chợt dừng bước, nhỏ giọng dặn: đi đi, bắt đầu từ bây giờ, không thấy ta gọi hai người xem như không nhìn thấy ta. thấy hắn thấp giọng dặn, tần quan hỏi lại: trưởng lão, sao vậy? như hữu đạo không nên biết thì đừng hỏi, cút ngay. vâng, hai người đáp, mặc dù không biết trưởng lão có ý định gì, nhưng đã nói vậy chắc chắn là có nguyên nhân. hai người vâng lệnh rời đi. Nghiêu hữu đạo trốn sau đoàn người, chờ đợi. Trong chốc lát, người mà hắn chờ đã tới. Người đó không chút biến sắc tới gần hắn, chính là Ngao Phong. Nghiêu hữu đạo biết gã sẽ tìm cách tới chỗ mình hỏi rõ ràng, cho nên hắn đứng ở chỗ ngay gần với vị trí tập trung của các nhân viên phiêu miếu các chính là để tiện cho Ngao Phong tới gần. Hắn đứng giữa nhân viên các phái, Ngao Phong sẽ không dám tới gần, vì quá dễ thấy. Hai người đến gần, Nghiêu hữu đạo quay mặt về phía đỉnh núi. Gần như sóng vai đứng cùng Ngao Phong đang quay mặt về dưới núi một người dường như đang nhìn chằm chằm đỉnh núi, một người dường như đang ngắm cảnh dưới núi, có vẻ không quen biết, không có gì liên quan. Ngao Phong lên tiếng trước, nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì, như hữu đạo hầu như không động đậy môi, nhỏ giọng đáp. Ngươi có thể đoán, Ngao Phong, ta thấy ngươi chán sống. Ngưu Hữu Đạo, Ngao Tiên sinh giận dữ quá hả? Tốt nhất là đừng làm loạn. Lúc trước người cướp đồ đã không giết được ta, bây giờ cũng chưa chắc giết được ta. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một phen. Người biết việc này không chỉ mình ta, Ngao tiên sinh cần phải ước lượng hậu quả làm bừa. Hắn đã nhìn ra sát cơ thoáng hiện trong mắt Ngao Phong. Có lẽ gã đã nổi lên suy nghĩ giết người diệt khẩu bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể giết Nghiêu Hữu Đạo, có lẽ gã không tiếc ra tay ngay trước mặt mọi người. Đương nhiên Nghiêu Hữu Đạo phải diệt ngay suy nghĩ khó lường của đối phương. Ngao Phong, rốt cuộc người muốn làm gì? Nghiêu Hữu Đạo, tiên sinh có biết vì sao người thi hành phải tách thu hoạch từng người ra khi nhận thu hoạch không? Ngao Phong tức giận đừng quanh co lòng vòng ta hỏi ngươi muốn làm gì như hữu đạo không quan tâm gã quấy dày nói tiếp bởi vì ta đã báo cáo với phiêu Miếu các là có người cướp đồ của ta tách đồ ra từng túi có lẽ là để dễ dàng tra xét lông mày ngao phong run rẩy ngươi đã báo cáo cho phiêu Miếu các về ta như hữu đạo người yên tâm ta không đến nỗi bừa bãi như vậy như mố qua lại trốn giang hồ dù là gió hay mưa vẫn đi đường chính kết giao bạn bè là chủ yếu ta rất thích kết bạn nếu ta đã có ý kết bạn với ngao tiên sinh thì sẽ không có ý hại ngao tiên sinh càng sẽ không dồn ngao tiên sinh vào chỗ chết ta chỉ nói cho phiêu miếu các là có người cướp đồ của ta mà lại nói là do người của phiêu miếu các làm nhưng ta lại nói là không thấy rõ người đó là ai đương nhiên ta có nhìn rõ hay không thì phải xem thái độ của ngao tiên sinh chỉ cần ngao tiên sinh không muốn ta nhìn rõ tất nhiên ta chẳng thấy gì cả nếu ngao tiên sinh không muốn ta nhìn rõ ràng bằng được ta chẳng có cách nào hơn là báo cáo rõ cho phiêu miếu các. Không biết ý Ngao tiên sinh thế nào, Ngao Phong, được, chỉ cần ngươi lặng thinh không đề cập tới việc này, sau này ta chắc chắn quan tâm tới ngươi. Ta nói được là làm được, Ngưu Hữu đạo, nói như vậy thật vô vị, cố gắng quan tâm, làm sao quan tâm đây, ngươi cảm thấy ta có thể tin chuyện hoang đường như thế sao? Sợ rằng Ngao tiên sinh khi đó sẽ vội vã rút sạch quan hệ rồi tìm cơ hội diệt khẩu mới là thật. Ngao tiên sinh sẽ không để cho sự việc này có cơ hội phơi ra ánh sáng. Ta không gánh được hậu quả đó, ta cũng không muốn sau này phải lo lắng sợ hãi, ngài nói sao. Ngao Phong quả thực đang suy nghĩ như vậy, đúng là gã đang muốn ổn định như hữu đạo trước, sau đó tìm cơ hội giải quyết. Tâm tư bị chọc thùng, gã có phần thẹn quá thành giận. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiện giờ ta có thể bảo đảm cho ngươi ra, ta không làm được gì khác. Như hữu đạo, tiên sinh không nên gấp gáp ta đã nói là tới kết bạn, vậy nếu bạn gặp nạn, đương nhiên ta phải hỗ trợ. Nhắc tới cũng là do tiên sinh may mắn, ta vừa vặn biết hai người cướp đồ của phiêu miếu các, mà hai tên kia đã chết rồi. Tiên sinh có thể đẩy trách nhiệm lên đầu họ, ngao phong, người đã có đối tượng đùn đẩy, tự người đẩy là được. Người muốn giúp ta thì đừng kéo ta vào, nghiêu hữu đạo, tiên sinh, người và ta kết bạn, không thể chỉ mình ta trả giá thành ý đúng không? Không phải là ta không muốn tự mình đứng ra, mà là trong phiêu miếu các có người muốn gây phiền phức cho ta. Sự việc không có chứng cứ này, ta nói cũng vô dụng. Tiên sinh có thân phận và địa vị khác, làm chứng là hợp nhất. Ta nguyện hóa giải phiền phức cho tiên sinh, có phải tiên sinh cũng nên lấy thành ý ra phối hợp ta hóa giải chút phiền phức không? Ngao Phong, tình huống thế nào, nói rõ ràng. Trong số người của phiêu miếu các tham gia tỉ thí có hai người cướp đồ của ta. Tiên sinh đi ngang qua, đã tận mắt nhìn thấy, sau đó theo dõi hai người kia tiên sinh phát hiện hai người kia lại cướp đồ của triều kính vạn thú môn, kết quả bị triều kính giết mất. Ba người triều kính chết mất hai, triều kính trọng thương bỏ chạy. Sau đó triều kính lại gặp phải thái thúc sơn thành, như hữu đạo thuật lại tình huống một cách tỉ mỉ, muốn ngao phong nói y như thế. Trường 1515, tính sổ sau khi thu. Ngao phong nghe xong lập tức giật mình, người có biết hậu quả nếu ta làm chứng hay không? Đây là muốn ta ra chứng minh rằng phiêu miếu các làm trái quy tắc ta đã đắc tội toàn bộ phiêu miếu các, sau này liệu có thể sống dễ chịu hay sao? ngươi đang giải quyết phiền phức cho ta, ngươi gây phiền phức cho ta thì có. gã còn muốn nhờ thành tích lần này rời vô lượng viên, nhưng giờ gặp chuyện này rồi còn muốn lập công rời đi hay sao? gã lại không biết, như hữu đạo chính là không muốn gã rời vô lượng viên. nếu đối phương không ở vô lượng viên, hắn cũng không cần phải phí công hạ ván cờ này. như mẫu làm việc luôn có đạo lý ta đã đồng ý gánh phiền toái trước mắt thì cũng sẽ chịu phiền phức sau đó. Tiên sinh mời tùy tiện, hậu quả tự chọn, ta tuyệt không cưỡng ép, như hữu đạo nói một câu rồi đi, lẫn vào trong đám người các phái. Ngao Phong đứng lại chậm rãi quay đầu, phẫn nộ chừng mắt nhìn như hữu đạo rời đi. Gã nghĩ đi tới kéo như hữu đạo nói rõ, nhưng lại không dám làm quá trước con mắt của mọi người. Gã nắm chặt tay, hận không thể xé xác như hữu đạo gã xem như đã hiểu rõ tại sao trước khi cảnh cáo mình như hữu đạo lại đàng hoàng như thế, thì ra chính là muốn chờ mình nộp thu hoạch lên cho phiêu miếu các. Gã tự nhận hôm nay mới biết cái gì gọi là nham hiểm giả dối. Phải làm thế nào, đúng là gã đã cướp đoạt trái quy tắc rồi. Vấn đề là gã nên làm gì bây giờ? Một khi làm theo lời nghiêu Hữu Đạo, dù gã tránh được nạn trước mắt, nhưng qua việc này rồi, gã đứng trước mặt nghiêu Hữu Đạo sẽ chỉ còn là một mảnh sứ giòn, nghiêu Hữu Đạo đập một cái là vỡ tan. Đạo lý rất đơn giản, vì sao gã lại làm như vậy? Nghiêu hữu đạo có thể cho mọi người một đáp án bỗng tỉnh ngộ. Nghiêu hữu đạo lẫn vào đám đông, tiếp tục hàn huyên cười đùa, mắt thoáng để ý tới Ngao Phong. Nhân viên tham dự săn yêu hồ tại hoang cổ tử địa lần lượt đi tới, mãi tới gần xế chiều, người của hai đội cơ bản mới về đủ. Còn thiếu chỉ có một vài tổ cá biệt, trải qua hỏi thăm, một số thành viên tổ nhỏ căn bản đã sớm mất tích, khả năng về được không lớn. Sau khi thống kê nhân viên, đội ngũ rèn luyện các phái tổn thất 5 người người của phiêu miếu các tham dự tỷ thí tổn thất lớn hơn, giảm đến gần một phần ba quân số. Đối với điều này, như hữu đạo biết một chút, tuy hồ tộc gắng ẩn giấu không bại lộ thực lực, sợ khiến chín vị thánh phát động vây quét quy mô lớn hơn, nhưng họ vô cùng căm hận phiêu miếu các, số lần ra tay với phiêu miếu các nhiều hơn nhiều. Có hiện tượng vừa kỳ quái lại vừa hợp tình hợp lý. Trong số các nhân viên bị tổn thất, về cơ bản đều là nguyên một tổ cùng mất tích. Tình huống một mình mất tích rất hiếm thấy. Chuyện người chết thường có lần tỷ thí này sẽ gặp chuyện gì phiêu miếu các đã sớm biết rõ bởi vậy dù chết bao người nhưng đinh vệ vẫn không coi ra gì y chỉ nhìn danh sách thống kê tổn thất một chút rồi thôi đinh vệ quan tâm nhất vẫn là kết quả tỷ thí dù sao phiêu miếu các tổn thất nhân thủ khá nhiều sau khi nhìn thấy thống kê số liệu thu hoạch đinh vệ thở phào nhẹ nhõm nhân viên phiêu miếu các đã chứng minh thực lực của mình thành tích thu hoạch trong rèn luyện cao hơn người các phái gấp đôi có thừa cuối cùng cũng có thể cho chín vị thánh tôn câu trả lời Đinh vệ nhét tờ thống kê số liệu vào tay áo, huyền diệu nhắc nhở. Nếu trong lúc đăng báo kết quả cho thánh tôn lại có người nói mình bị cướp, nói kết quả tỉ thí bất công, phải làm thế nào? Y đang nhắc đinh vệ xử lý chuyện như hữu đạo. Ông ta không nói chuyện này, đinh vệ tuy nhớ kỹ nhưng suýt nữa quên mất. Y vẫn đang nghĩ xem nên bẩm báo cho thánh tôn như thế nào. Được nhắc nhở, đinh vệ quét mắt tìm kiếm như hữu đạo đứng trong đám đông, khẽ vuốt cầm đáp ừ một tiếng. Huyền diệu hiểu ý, biết y để vấn đề cho ông ta xử lý, lập tức chắp tay đáp. Vâng, ông ta thu tay lại, xoay người đối mặt với đám người bên dưới, đột nhiên quát. Nghiêu hữu đạo, đi ra, nghiêu hữu đạo đang nhỏ giọng giao lưu với toàn thái phong trật sững người. Trong phút chốc, tất cả mọi người lục tục quay sang nhìn, đồng loạt nhìn nghiêu hữu đạo. Đa số người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe ra vẻ không tốt lành trong giọng nói của huyền diệu. Người đi chung đường với nghiêu hữu đạo lúc trước thì căng thẳng họ đều biết lúc trước nghiêu hữu đạo chỉ kiếm vào huyền diệu. Lẽ nào huyền diệu muốn tính sổ, lẽ nào nghiêu hữu đạo chưa xử lý xong việc này, tần quan và kha định kiến nhất thời xuất sắng, người khẩn trương hơn cả chính là Ngao Phong, gã đã nghe nghiêu hữu đạo nói có người muốn kiếm chuyện với hắn. Nghiêu hữu đạo hơi trầm mặc, sau đó bước lên trước. Người chắn đường lập tức dồn dập tránh sang bên, nhường đường cho hắn đi qua. Khi đi qua Thái Thúc Sơn Thành, Thái Thúc Sơn Thành hừ hừ cười lạnh, tỏ vẻ xem trò vui thấy nghiêu hữu đạo từ trong đám người đi ra đinh vệ từ trên cao nhìn xuống không tỏ cảm xúc gì thực ra y không muốn vạch trần việc này nhưng cũng hết cách không thể triệt để giữ bí mật chuyện này không thể bôi đen nữa càng bôi càng đen sở dĩ cửu thánh muốn chỉnh đốn phiêu miếu các chính là vì cảm thấy phiêu miếu các có vấn đề vậy phiêu miếu các có vấn đề hay không đây đinh vệ biết khẳng định có vấn đề lòng người khác nhau qua thời gian lâu dài bất kỳ tổ chức nào cũng sẽ gặp sự cố Đặc biệt là trong tình huống con đường thăng tiến bị phá hỏng, những kẻ không còn tiền đồ sẽ mưu cầu chút lợi riêng, về lâu về dài chắc chắn sẽ xảy ra việc lớn, liên lụy tới một đám người. Chuyện sớm hay muộn mà thôi, không cách nào tránh khỏi. Phiêu miếu các chính là tai mắt trong thiên hạ của cửu thánh. Nếu mắt và tai đều lừa gạt họ thì chính là sự việc tối kỵ. Nếu ngay cả người chấp trưởng phiêu miếu các đều giấu diễm, hậu quả thực có thể tưởng tượng được. Như hữu đạo đi ra khỏi đám đông, đứng trước con mắt bao người, chắp tay chào người trên cao. Huyền Diệu trầm giọng nói, Ngưu Hữu Đạo, chẳng phải ngươi đã nói là thu hoạch bị người của phiêu miếu các cướp hay sao? Không phải ngươi đã nói có thể bắt được hay sao? Ta cho ngươi cơ hội cha, người đâu? Huyền Diệu vừa nói xong, toàn trường khiếp sợ vì nghe thấy có người của phiêu miếu các dám trái quy tắc mà cướp đoạt. Nhất thời tiếng kinh hô bàn tán xôn xao cả vùng, mọi người dồn dập quay sang hỏi nhau xem kẻ nào gan to như vậy. Mấy người phù hoa ngớ ra, trước đây họ không biết chuyện này bây giờ người của các phái liên tục hỏi họ họ không trả lời được họ không biết gì giải thích thế nào mọi người náo động ngao phong im lặng trong đám hỗn loạn ánh mắt tròng chọc theo dõi nghiêu hữu đạo yên lặng huyền diệu lớn tiếng hét tiếng xôn xao rầm gì dần lắng xuống đinh vệ bàn thản đứng nhìn lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt nghiêu hữu đạo không nói tiếp trầm mặc chờ hắn đang đợi ngao phong ra làm chứng ngao phong thì đang lọt cả tim lên cuống họng gã rất do dự không quyết được, không ra mặt làm chứng, như hiểu đạo sẽ bắt gã ra để bàn giao. Nếu gã đứng ra làm chứng rồi giải quyết xong vấn đề chứng cứ giả, một ngày nào đó mà bị chọc thủng ra, sự việc cướp đoạt và cả làm chứng giả bị lọt ra, có thể nói là tội càng thêm tội. Hậu quả ra sao, gã biết rõ. Điều này khiến gã khó có thể dễ dàng quyết định, toàn trường yên tĩnh, chỉ có gió núi thổi qua đỉnh núi vù vù. Lâu không thấy tiếng đáp lời, huyền diệu trầm giọng nói. Như hiểu đạo, ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Người cướp của ngươi đâu? Ngưu hữu đạo rốt cục lên tiếng. Không tìm được, không tìm được, huyền diệu lại hỏi, cười gần. Cho ngươi hung hăng, đồ không biết trời cao đất rộng. Ngươi nên trở về cũng đã trở về, ngươi không ngại xem kỹ một chút xem hiện trường có người cướp đồ của ngươi không? Ngưu hữu đạo, trước đó đã tìm, không thấy kẻ cướp đồ của ta. Huyền diệu vô cùng sảng khoái, từ tốn nói. Ngươi nói người của phiêu miếu các cướp đồ của ngươi. Ngươi cũng nói sẽ bắt người tới. Ta đã cho ngươi cơ hội tra tìm, bây giờ ngươi lại nói không tìm được. Trường 1516, Ngao Phong làm chứng một. Hiện giờ ta bảo ngươi chỉ người, ngươi còn nói không thấy. Đây là câu trả lời của ngươi. Ngươi dựa vào đâu chứng minh điều ngươi nói là thật, chứng minh ngươi không nói láo. Hiện giờ ta không có cách nào chứng minh. Ngưu Hữu đạo lắc lắc đầu, chắp tay nói với đinh vệ. Bẩm trường lệnh, khi chuyến đi hoang trạch tử địa kết thúc, đúng là ta muốn cố gắng kiểm chứng nhưng sau khi tìm kiếm ta mới phát hiện khu vực quá rộng lớn nhân viên lại phân tán ta tìm người còn cực khổ nói gì kiểm chứng là ta nghĩ quá đơn giản bây giờ tình huống đã khác mời trưởng lệnh cho ta thêm một cơ hội cho ta thêm thời gian kiểm chứng có thể tra được sao từng người biết nghiêu hữu đạo đều đang cười trên sự đau khổ của người khác người quan tâm đến nghiêu hữu đạo thì lại tỏ rõ vẻ lo lắng đinh vệ không rung động nói chỉ cần ngươi nói thật phiêu miếu các tự nhiên sẽ toàn lực kiểm chứng Người đâu, tạm giam hắn lại đã, mang về nghiêm tra. Huyền Diệu nhếch lên cười quỷ dị, ông ta nhớ tới cảnh kiếm chỉ vào mặt đêm đó, lần này Nghiêu Hữu Đạo rơi vào tay ông ta. Ông ta muốn khiến Nghiêu Hữu Đạo hối hận đầu thai, đã có hai nhân viên phiêu miếu các đi ra, muốn bắt lấy Nghiêu Hữu Đạo. Chờ đã, Nghiêu Hữu Đạo đẩy tay ngăn cản hai người đang đi tới, lại chắp tay với đinh vệ. Đinh tiên sinh, ta có manh mối truy tra, xin cho ta xác nhận tại chỗ, bằng không, một khi ta bị giam giữ, ta sẽ không gặp được người cũng không biết tên người không thể phối hợp điều tra hai nhân viên phiêu miếu các đang tới chấp hành lệnh chờ đứng lại quay đầu nhìn người trên cao nhất huyền diệu liếc đinh vệ ánh mắt đinh vệ chập chờn đối phương đã muốn chỉ manh mối y không tiện cắt đứt y ừ một tiếng đáp gật đầu hai người chấp hành lập tức lùi về sau một bước tỏ vẻ mặc cho như hữu đạo cảm ơn tiên sinh như hữu đạo chắp tay cảm ơn sau đó xoay người đối mặt với mọi người ánh mắt hắn lướt qua nhân viên phiêu miếu các tham gia tỉ thí, lớn tiếng nói. Ta không quen biết kẻ đã cướp đồ của ta, cũng không biết tên gọi. Bây giờ không thấy người, ta có trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nhưng khi ta bị cướp, đã có nhân viên phiêu miếu các đi qua. Người này tận mắt nhìn thấy quá trình ta bị cướp, ta nhận ra người này, ở ngay hiện trường. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại rối loạn. Có điều tất cả đều đè nén giọng nói, chỉ còn tiếng xì xào nhỏ. Trái tim ngao phong thắt lại gã biết nghiêu hữu đạo thấy gã không lộ diện nên đang ép gã lộ diện còn có nhân chứng phiêu miếu các huyền diệu bất ngờ đinh vệ đột nhiên híp mắt nhìn kỹ một lượt các nhân viên phiêu miếu các tham dự quan sát phản ứng từng người nghiêu hữu đạo tiếp tục lớn tiếng nói ta biết để ngươi ra làm chứng là làm khó ngươi ta cũng không muốn đắc tội ai cả cũng không muốn ngươi khó xử nhưng ta thực sự bị ép bất đắc dĩ xin mời ngươi chủ động đứng ra làm chứng cho ta nếu ngươi không chủ động ta đành phải vạch trần ngươi ra Ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, nếu đợi ta vạch trần ngươi ra, chính là ngươi có ý định giấu giếm. Một khi bị thẩm tra, ngươi cũng bị tội khó thoát. Ta không ngại nói cho ngươi, ta còn chứng nhân khác có thể chứng minh ngươi đã nhìn thấy việc đã trải qua. Ngao Phong sững sờ, hiểu rõ ý nghiêu hữu đạo, nói vậy là để gã có đường lui, để gã báo cáo kết quả. Đinh vệ lên tiếng, có người tận mắt chứng kiến sao, có thì đứng ra cho ta, nếu dám trốn tránh, một khi bị điều tra rõ, nghiêm trị không tha y nhất định phải tỏ rõ thái độ, mặc kể có chuyện hay không, y cũng không thể xem như không biết. Dù sao cũng phải làm dáng trước mặt mọi người một chút. Ngao phong dịch bước, tiến lên một bước, hai tay gạt người phía trước ra. Vừa có động tính, mọi người lần lượt quay mắt sang nhìn. Nhiều người còn nhón chân lên xem, không ít người nghi ngờ, sao lại là gã, lại là Ngao Phong. Đinh vệ và huyền diệu nghi ngờ nhìn nhau, Ngao Phong biểu hiện vô cảm nhưng bước chân nặng nề, gã biết, mình bước ra bước này có ý nghĩa thế nào? gã đã bước ra là không còn đường lui, không khác nào uống rượu độc giải khát. nhưng ngao phong không còn lựa chọn nào khác, trừ khi muốn chết, trừ khi muốn ngã xuống trước cửa ải này. gã cũng biết mình làm vậy sẽ rước lấy vô số phiền phức, ví dụ như phương diện hành tung phải giải thích ra sao. nhưng tên khốn kiếp ngưu hữu đạo kia vốn không quan tâm đến chuyện đó, hắn chỉ bảo ngao phong nhìn mà làm, chỉ cần đẩy gã ra, sau đó không còn chuyện của ngưu hữu đạo nữa còn lại phiền phức đều đẩy cho Ngao Phong giải quyết. Ngao Phong phải nghĩ cách che lấp, gã vốn định đánh cược là Nghiêu Hữu Đạo không dám nói ra, vì những gì Nghiêu Hữu Đạo đã nói với gã cũng không thể mang ra ngoài sáng. Nếu đã lôi gã ra rồi, một khi lời nói dối mà Nghiêu Hữu Đạo dặn mình bị lộ ra thì cũng không thoát thân được. Gã đánh cược Nghiêu Hữu Đạo không dám, kết quả vô vọng. Phiêu miếu các ép Nghiêu Hữu Đạo vào đường cùng, Nghiêu Hữu Đạo không thèm đến xỉa, thế nên Ngao Phong chỉ có thể lựa chọn. Hiện giờ Ngao Phong quả thực hối hận xanh cả ruột. Từ khi bị Nhiêu Hiếu Đạo tìm tới cửa rồi đưa cho câu nói kia, gã đã hối hận rồi. Gã hối hận mình không thể kìm nén dục vọng của chính mình. Tất cả mọi người theo dõi gã đi ra, Nhiêu Hiếu Đạo cũng theo dõi gã, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngao Phong đi ra rồi nhìn Nhiêu Hiếu Đạo một chút, đứng giữa trường, bình tĩnh nói. Ta thấy, Nhiêu Hữu Đạo xoay người, chắp tay nói. Đinh tiên sinh, không sai, chính là gã. Trước đây ta bị cướp, chính vị này đã tận mắt nhìn thấy, lời này của Ngưu Hữu Đạo đã không còn quan trọng, bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã không còn là trọng điểm, cần phải biết rằng, bây giờ có người có thể chứng minh rằng phiêu miếu các làm trái quy tắc. Tính chất nghiêm trọng của vấn đề ngày không hề nhỏ, Đinh Vệ không nhìn lại Ngưu Hữu Đạo một chút nào nữa, chỉ nghiêm túc nhìn Ngao Phong, trầm giọng nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Ngao Phong, đệ tử của Diệp Niệm." Ngao Phong hơi chắp tay, "Chính phải, ngươi, Huyền Diệu vừa muốn nói gì?" Đinh vệ đã giơ tay ra cản, y muốn đích thân thẩm vấn, người xác nhận người tận mắt thấy người của phiêu miếu các cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo. Ngao Phong gật đầu, ta vừa vặn đi qua, nhìn thấy, đinh vệ, người phải chịu trách nhiệm cho lời nói của ngươi, không được báo láo điều gì, hiểu chưa? Thực ra đinh vệ vẫn đang nhắc nhở đối phương suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Lời của y vừa thốt ra, dù sao y cũng cảm thấy hơi hối hận rồi. Đinh vệ cảm giác mình không cần lôi mọi chuyện ra như vậy, nếu truyền tới ta thánh tôn thì không tốt ngao phong ta xác thực nhìn thấy thấy gã kiên trì đinh vệ không miễn cưỡng vuốt cằm được vậy thì kể lại rõ ràng những gì ngươi nhìn thấy một lượt ngao phong ta không nhớ rõ thời gian cụ thể là sau khi tiến vào hoang trạch tử địa không bao lâu ta phát hiện một kẻ mặc quần áo khác màu gã quay lại nhìn nghiêu hữu đạo giơ tay chỉ nghiêu hữu đạo chính là hắn khi đó ta không biết hắn là ai mãi đến vừa rồi mới biết lúc đó trang phục của hắn khiến ta cảm thấy rất lạ vừa không phải trang phục của phiêu miếu các cũng phải siêm y màu đỏ không biết là ai ta không nhịn được lòng hiếu kỳ muốn biết chuyện gì cho nên lặng lẽ đi theo ai ngờ đi theo không được bao lâu có hai nhân viên phiêu miếu các xuất hiện ngăn cản hắn ta không biết họ trò chuyện điều gì dường như vừa thấy mặt đã hành động trong quá trình truy sát như hữu đạo ném lại cái túi của hắn để dụ dỗ hai người kia cướp được túi như hữu đạo cũng chạy khi Ngưu Hữu Đạo chạy trốn đã đi qua cánh rừng nhỏ nơi ta ẩn thân, nhìn thấy ta. Ta chỉ thấy hai người họ cướp đồ của Ngưu Hữu Đạo, còn có phải mắt dọc yêu hồ không thì ta không rõ. Ngưu Hữu Đạo nghe mà thầm khen ngợi, phát hiện ra vị này kể chuyện kín kẽ không chỗ hở, quả thực diễn dịch những gì mà hắn bản giao một cách chân thực hơn. Ngưu Hữu Đạo lên tiếng phối hợp, đúng, lúc đó hai tên kia cướp đi mắt dọc yêu hồ mà ta săn được. Trường 1517, Ngao Phong làm chứng khai. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, hai người biết quá rõ. Dọc đường đi, họ theo như trưởng lão, căn bản chưa hề ra tay với yêu hồ một lần nào, mắt dọc từ đâu ra. Lại còn để cho người khác cướp mất, lẽ nào sau đó quả thực bị cướp. Hai người dù có mốc cũng nhận ra, Ngao Phong kia không phải chính là người mà như trưởng lão đã hỏi được từ miệng hai nhân viên phiêu miếu các kia hay sao. Mà lại còn hỏi ra đó chẳng phải là đồ tôn của đốc vô hư sao. Ngao Phong này rõ ràng là đang giúp như trưởng lão hai người không biết chuyện gì đã xảy ra họ không biết vì sao ngao phong ra mặt giúp như trưởng lão họ có thể khẳng định như trưởng lão trước khi vào ST hoàn toàn không quen ngao phong bằng không đã không cần bắt người của phiêu miếu các để tìm hiểu vì sao lại giúp như trưởng lão chắc chắn có vấn đề hai người tin chắc bản thân và như trưởng lão đi cùng không hề gặp ngao phong họ chợt liên tưởng đến thời gian mà như trưởng lão một mình biến mất chắc chắn như trưởng lão đã làm gì đó trong quá trình này còn rốt cuộc là việc gì hai người không thể nào tưởng tượng được hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi phân tích của họ ít nhất trong mắt hai người tình huống này thật khó mà tin nổi ngay cả người bên cạnh nghiêu hữu đạo còn khó tin thử hỏi người khác thì sao ai có thể ngờ nghiêu hữu đạo sẽ cấu kết với ngao phong huống chi ngao phong vẫn luôn ở vô lượng viên thấy nghiêu hữu đạo lên tiếng đinh vệ chỉ liếc hắn một cái nghiêu hữu đạo nói chỉ là phí lời không còn quan trọng không cần để ý y tiếp tục hỏi ngao phong nếu ngươi đã nhìn thấy ngươi có biết hai người kia là ai ngao phong biết một người tên là phù minh một người tên là xích lưu khoan vừa nghe hai cái tên này tần quan và kha định kiệt lại liếc mắt với nhau họ không xa lạ gì hai cái tên này chẳng phải chính là hai người của phiêu miếu các mà ngư trưởng lão bắt lấy sau đó bị hai người họ lần lượt giết chết đó sao người sớm đã bị họ giết lại còn cướp đồ của trưởng lão có biến thành ác quỷ cũng không thể nhanh như vậy chứ hai người có thể xác nhận chắc chắn ngao phong này đã cấu kết với như trưởng lão tim hai người đập nhanh hơn hai người như cảm thấy một vở kịch lớn kinh tâm động phách đã bắt đầu trình diễn như trưởng lão hẳn sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong vở kịch này cho tới giờ quan niệm cố hữu của hai người dần bị lật đổ phiêu miếu các là sự tồn tại ra sao đó là thứ có thể khiến tử kim động cũng phải nơm nấp lo sợ không dám trái ý chút nào thế nhưng lần này như trưởng lão dẫn họ đến thánh cảnh đã làm gì Đầu tiên là hai người tự tay giết người của phiêu miếu các, bây giờ lại chính mắt thấy như trưởng lão cấu kết với Ngao Phong, ngay trước bao con mắt của phiêu miếu các, ngay trước mặt trưởng lệnh của phiêu miếu các mà dám nói láo. Nếu là trước đây, hai người sẽ không bao giờ dám tưởng tượng đến. Hai người chỉ có thể cảm thán, như trưởng lão quá lớn gan. Họ có cảm giác, dường như phiêu miếu các trong mắt như trưởng lão chẳng có gì đáng sợ. Họ nhớ lại khi còn ở từ Kim Động, sau khi như trưởng lão gia nhập từ Kim Động, sư phụ của họ lộ rõ vẻ bất mãn và xem thường đối với như trưởng lão. Hai người nghĩ lại cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh thay cho sư phụ mình. Phù Minh, Xích Lưu Khoan, con người đinh Vệ co rụt lại, y quen thuộc hai cái tên này. Huyền Diệu bên cạnh lập tức nhắc nhở, tiên sinh, chính là người của thánh địa đại nguyên chúng ta. Hai người này vừa vặn nằm trong danh sách mất tích, sao lại, không cần nhắc, đinh vệ cũng nhớ, đinh vệ lạnh lùng liếc ông ta, bảo ông ta câm mồm. Trong đám người bên dưới, người tham dự của phiêu miếu các rối loạn một phen người các phái có thể không biết phù minh và xích lưu khoan là ai nhưng nhân viên phiêu miếu các tham gia hầu như đều biết hai người đó sự đã kéo tới đầu thánh địa đại nguyên bây giờ lại người của thánh địa đại nguyên chấp trưởng phiêu miếu các không ít người cảm thấy có trò vui để xem đinh vệ trầm giọng nói ngao phong ngươi làm sao xác nhận hai người bọn họ ngươi quen hai người họ sao theo ta được biết ngươi trường kỳ ở lại vô lượng viên rất ít tiếp xúc với người bên ngoài ngươi có thể một hơi nói ra tên hai người họ sao chuyện khác có thể cầu thả nhưng liên lụy tới người mình đương nhiên y phải tóm chặt mọi nghi vấn ngao phong đúng là không quen họ nhưng sau khi nhìn thấy họ cướp đồ ta đã chú ý tới sau đó khi nhân viên phiêu miếu các tụ tập tại hoang trạch tử địa ta có quan sát chẳng lẽ trưởng lệnh hy vọng ta không có chút hiếu kỳ nào hay sao trong lời nói của ngao phong chen lẫn chút phản kích cũng hợp với thái độ mà đồ tôn của đốc vô hư nên có đinh vệ không rằng dai với gã lại nói hai người họ mất tích, ngươi lại nói hai người nọ cướp đồ tạm thời ta cũng không thể tìm được họ để xác nhận ngao phong tìm được cũng chỉ là xác họ đã chết rồi đinh vệ hít mắt bắt được sơ hở hỏi làm sao ngươi biết bọn họ đã chết rồi ngao phong ta tận mắt nhìn thấy đinh vệ ngươi làm sao tận mắt nhìn thấy bọn họ chết chẳng lẽ là ngươi giết ngao phong bình tĩnh nói trưởng lệnh cả nghĩ quá rồi ta cũng chỉ vì chú ý tới hai người đó trước khi nói tới đây ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa người của ti đi to gan như vậy ta muốn siêu tập tội chứng của hai người họ nên đã theo dõi họ kết quả là ta phát hiện lá gan của hai người này không nhỏ ra tay với người trong các phái kết quả đụng phải kẻ khó ăn lại bị đối phương giết mất lời này dọa tần quan và kha định kiệt giật này không phải định chỉ chúng ta chứ nhưng họ nghĩ lại cũng thấy chỉ là lo xa tình huống không giống như đối phương nói rõ ràng đối phương cấu kết với như trưởng lão như trưởng lão không thể vác đá đập chân mình, người trong các phái cũng giật nảy mình, trong chúng ta có kẻ giết người của phiêu miếu các, không thể nào. Các phái đều nghi ngờ đánh giá những người môn phái khác, thấy ai cũng khả nghi. Nhân viên phiêu miếu các cũng lường người trong các phái, mùi vị rất đậm. Đinh vệ trầm giọng nói, Ngao Phong, nói cách khác, người nhìn thấy người trong môn phái giết hai người bọn họ. Ngao Phong, đúng, nhìn thấy, thấy rất rõ ràng. Đinh vệ, nhìn thấy thì có thể nhận ra sao? Ngao Phong có thể. Đinh vệ phất tay chỉ về phía người trong các phái. Người của các môn phái đều ở đây, người cẩn thận phân biệt xem. Ngao Phong không quay lại, khẽ lắc đầu nói. Không cần phân biệt, người giết họ không ở đây, cũng chết rồi. Giọng đinh vệ đột nhiên lạnh lẽo. Lại chết, lại không có chứng cứ sao. Ngao Phong, Phú Minh và Xích Lưu Khoan đầu tiên là công kích một người. Người bị công kích có khả năng là trưởng lão một phái nào đó. Ta không quen biết, sau đó chắc hẳn là đệ tử của môn phái kia tới gia nhập phản công kết quả thì sao hai đệ tử bị giết nhưng ba người hợp lực cũng giết được phù minh và xích lưu khoan vị trưởng lão kia cũng bị thương không nhẹ đã thoát thân tứ chi không đủ ông ta hoàn toàn dựa vào pháp lực bay đi ta đuổi theo vốn định phụ một tay làm nhân chứng để sắp xếp ai ngờ gặp phải người trong môn phái ta không lộ diện nữa vốn tưởng người trong môn phái kia sẽ giúp cứu viện ai ngờ kẻ đó lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt đồ vật, còn giết người bị thương kia. Có lẽ là ta sống ở vô lượng viên quá lâu, lần này tham gia tỉ thí xem như được mở mang tầm mắt. Trải qua lần này, ta mới phát hiện, kẻ gan to bằng trời đúng là không thiếu. Nghe xong, đa số người đều giật mình, cũng không biết là thật hay giả, không nghĩ đến chuyện nghiêu hữu đạo bị cướp lại gây nên kết quả thay đổi bất ngờ như vậy. Như Ngao Phong đã nói, người có gan to bằng trời đúng là không ít nhưng cũng có người cảm thấy chẳng có gì kỳ lạ. Thật ra, người có suy nghĩ muốn ăn cướp cũng không ít, chỉ là dám hay không dám mà thôi. chương 1518, chết cũng không thừa nhận. Nghiêu hữu đạo cũng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, giống như không nghĩ đến đằng sau lại có chuyện như vậy. Hiện tại, trên cơ bản đã không còn chuyện gì của hắn. Chuyện bày ra, Ngao Phong tiếp lấy, phiền phức còn lại sẽ do Ngao Phong nghĩ biện pháp xử lý. Hắn có thể đứng một bên không lên tiếng, dứt lời, Ngao Phong chú ý đến phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dẫm lên cái vẻ mặt đang ngạc nhiên kia mấy cái. Trong lòng Thái Thúc Sơn Thành lúc này đang hoảng sợ và căng thẳng. Tại sao ông ta lại có cảm giác đằng sau lời nói của Ngao Phong, ông ta mới là người vứt xác chiều kính. Khi vứt xác chiều kính, chung quanh cũng không có ai. Vừa nãy, ông ta còn muốn đứng nhìn Ngưu Hữu Đạo khó xử, không nghĩ đến chỉ trong chớp mắt đã liên lụy đến mình cũng may mà ông ta không phải là người chưa thấy việc đời mặc dù trong lòng đang lo lắng nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh điềm nhiên như không có việc gì bây giờ điều mà ông ta mong đợi chính là ngao phong nói người khác mà không phải là ông ta hoặc hy vọng ngao phong không nhận ra ông ta ánh mắt hai đệ tử khí vân tông bên cạnh ông ta hơi đảo trong lòng có thể nói là cực kỳ bối rối có chút không biết nên làm như thế nào cho phải hận không thể tìm chỗ núp để phiêu miếu các vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhưng nhìn tình huống xung quanh đỉnh núi đã bị người phiêu miếu các bao quanh, có thể chạy được sao? Hai người cũng hy vọng người mà Ngao Phong nói không phải là Triều Kính. Nếu không, hậu quả khó mà lường được, cướp đồ của Triều Kính là thật, trong khi phiêu miếu các nghiêm lệnh không cho phép đánh cướp. Có lẽ không tính là cướp, vì lúc đó Triều Kính đã không còn năng lực phản kháng, chẳng khác nào nhặt được. Nhưng bên này lại nói là lấy tính mạng của Triều Kính, vậy chẳng khác nào nói là cướp. Hai người có thể nói là càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Thái Thúc Sơn Thành dường như cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến bên cạnh còn có hai đệ tử tận mắt chứng kiến, vội quay sang xem xét. Khi nhìn thấy hai người đang luống cuống, không khỏi ném ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại, nhắc nhở hai người ổn định, cảnh cáo bọn họ có đánh chết cũng không được thừa nhận. Trên thực tế, sau khi giết Triều Kính, ông ta đã cảnh cáo hai người không được tiết lộ việc này. Chỉ cần mình không nói, sẽ không có việc gì, nhưng lại không nghĩ đến lại có thêm người nhìn thấy. Mặc dù bây giờ còn chưa xác nhận Ngao Phong nói có đúng là bọn họ hay không, nhưng chỉ cần người có chút lý trí, 89 phần 10 là biết đang nói đến bọn họ. Thật sự tình trạng tổn thương của Triều Kính rất giống như Ngao Phong đã nói. Bây giờ, ông ta chỉ hận không thể kéo hai đệ tử sang một bên, để hai người có chết cũng ngậm miệng lại, muốn căn dặn hai người bất luận thế nào cũng không thừa nhận. Nhưng tình huống trước mắt lại thân bất do kỳ, chung quanh đều là người của phiêu miếu các, lúc này mà di chuyển chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Bây giờ, ngay cả một hành động không được bình thường cũng không dám làm nào có người còn dám rời khỏi đám đông chứ đã không có cơ hội nói được cái gì người các phái chung quanh lại đang đánh giá người các phái khác hiển nhiên muốn tìm xem người mà ngao phong đã nói là ai đinh vệ suy nghĩ lời của ngao phong một chút sau đó hỏi lại lần nữa kẻ giết người cướp đồ của môn phái khác còn sống hay không ý trong lời nói rất rõ ràng có khi nào chết không đối chứng không ngao phong đáp trong hoang trạch tử địa ta thật sự không có quá nhiều thời gian để theo dõi người khác, cũng không biết tình huống về sau như thế nào. Nhưng sau khi về đến đây, ta đã để ý một chút, vẫn còn sống. Đinh vệ trầm giọng hỏi, nói cách khác, người có thể nhận ra người trở về. Ngao phong đáp, đúng vậy. Nói xong, những người có mặt tại hiện trường lại xôn xao. Tất cả người của phiêu miếu các đều nhìn về phía các thành viên tham gia rèn luyện, bao gồm Đinh vệ và huyền diệu, tất cả đều đang nhìn phản ứng thành viên các phái. Còn thành viên các phái thì nhìn người bên cạnh mình, muốn biết được là ai. Ngay cả Thái Thúc Sơn Thành cũng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Nhiêu Hữu Đạo cũng nhìn thành viên các phái, sau đó dừng lại trên mặt Thái Thúc Sơn Thành, nhưng không tỏ thái độ gì, mặc cho Thái Thúc Sơn Thành diễn gì thì diễn. Huyền Diệu trượt quát, im lặng, tiếng ồn ào một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đinh vệ lên tiếng hỏi, Ngao Phong, ngươi là người có mặt tại hiện trường, ngươi có thể nhận ra là ai? Lời ngươi nói, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, ngươi hãy vạch mặt hung thủ đi ngao phong khẽ gật đầu chậm rãi quay người ánh mắt quét ngang người các phái ai bị ánh mắt của y đảo qua tất cả đều hãi hùng khiếp vía lo lắng gặp tai họa bất ngờ cuối cùng trong lòng thái thúc sơn thành đánh bộp một cái bởi vì ánh mắt ngao phong đang nhìn ông ta hai đệ tử khí vân tông hoàn toàn luống cuống nhưng cố gắng chấn định lại không biết sắc mặt của mình vô cùng khó coi ngao phong đưa tay chỉ ba người thái thúc sơn thành người đó người đó còn có người đó ta không biết ba người bọn họ tên gì, là ai, nhưng ta tận mắt nhìn thấy người đánh cướp chính là ba người bọn họ. Thật ra y biết ba người này tên gì, trước đó Nghiêu Hữu Đạo đã nói cho y biết, miêu tả bộ dạng của ba người, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ chính là người đã đấu võ mồm cản đường hắn. Ngao Phong đến phía sau đỉnh núi vẫn luôn chú ý Nghiêu Hữu Đạo, tất nhiên biết được người cản đường Nghiêu Hữu Đạo là ai. Cộng thêm Nghiêu Hữu Đạo đã miêu tả diện mạo bên ngoài, bởi vậy có thể chỉ điểm một cách chính xác, không hề nhầm lẫn. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, hai người biết Ngao Phong có cấu kết với Nhiêu Trưởng Lão, cũng biết Thái Thúc Sơn Thành và Nhiêu Trưởng Lão có mâu thuẫn, chỉ là không nghĩ đến Nhiêu Trưởng Lão lại trả thù nhanh như vậy. Hắn đang muốn giết hết người của Thái Thúc Sơn Thành ở đây. Cái gì gọi là giết người không thấy máu? Hôm nay, hai người xem như tận mắt nhìn thấy, nhưng rồi lại có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Thái Thúc Lão Nhi, ai bảo ngươi đắc tội với trưởng lão chúng ta làm chi? Ánh mắt mọi người đều thuận theo hướng chỉ của Ngao Phong người đứng bên cạnh khí vân tông chỉ sợ tránh không kịp vội vàng lui lại tránh cho bị chỉ sai trong khoảnh khắc xung quanh ba người thái thúc sơn thành chống ra một vòng lớn trở thành tâm điểm của tất cả mọi người lúc này sắc mặt thái thúc sơn thành vô cùng khó coi cũng không còn cách nào khống chế nét mặt của mình thái thúc sơn thành chắp tay nói với đinh vệ đinh tiên sinh đây chính là phỉ báng ta hoàn toàn không biết y đang nói gì ta chưa từng làm chuyện mà y nói chính là bọn họ ngao phong xác nhận một lần nữa sau đó đặt tay xuống, quay sang đối mặt với đám người đinh vệ. Thái Thúc Sơn Thành lớn tiếng nói, đinh tiên sinh, đây chính là vu khống. Đinh vệ chậm rãi nói, ra ngoài nói chuyện, Thái Thúc Sơn Thành muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng gương mặt căng thẳng, chậm rãi bước ra ngoài. Hai gã đệ tử nhìn nhau, sợ hãi bước theo, ba người vừa đi ngang Nhiêu Hữu Đạo, Nhiêu Hữu Đạo lắc đầu nhìn Thái Thúc Sơn Thành. Thái Thúc Sơn Thành quét mắt nhìn hắn, lúc này, ông ta hoàn toàn chẳng còn tâm trạng so đo với hắn điều gì đối với ông ta mà nói như hữu đạo đã không còn quan trọng ông ta còn quan tâm hắn làm chi ông ta chắp tay nói với đinh vệ đinh tiên sinh chúng ta thật sự bị oan mà đinh vệ từ trên cao nhìn xuống ý của ngươi chính là ngao phong đang cố ý đổ oan cho ngươi thái thúc sơn thành lớn tiếng nói chúng ta đích thật bị oan mà ông ta không dám thừa nhận nào dám thừa nhận chứ vi phạm quy định ngay cả thành viên của phiêu miếu các cũng gánh không nổi hậu quả ông ta sao có thể gánh nổi chứ thừa nhận chính là muốn chết. Lúc trước, cũng bởi vì không chiếm được tiện nghi, cộng thêm có mâu thuẫn với triều kính, cho nên mới thuận tay làm như vậy. Bây giờ ông ta hối hận đến phát điên. mười 1519, bắn một Đinh vệ hỏi, người biết Ngao Phong, trước kia các người có từng gặp nhau sao? Hay là các người đã từng tiếp xúc với nhau ở hoang trạch tử địa? Giữa các người có ân oán nếu có mâu thuẫn gì thì có thể nói ra, ta sẽ không để cho bất kỳ ai muốn nói cái gì thì nói ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích trước mặt mọi người, cũng hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội này. Thái Thúc Sơn Thành không biết phải nên nói như thế nào. Ông ta do dự một lúc mới nói, ta và y không quen nhau, cũng không có ân oán. Ở Thánh Cảnh, ta đại khái có nghe nói về y. Nhưng ta thật sự không biết vì sao y lại hãm hại ta. Đối mặt với lời chỉ trích vô cáo, hãm hại người khác, Ngao Phong cũng không phản ứng, chỉ im lặng. Đinh vệ liếc nhìn phản ứng của Ngao Phong, ta cũng nghĩ như vậy y vẫn luôn ở lại vườn vô lượng chức trách có hạn hầu như chưa từng rời khỏi thánh cảnh tiếp xúc với người bên ngoài vườn vô lượng không nhiều càng không ra khỏi thánh cảnh ta cũng rất tò mò không biết tại sao y lại đổ oan cho ngươi ngươi có thể giúp ta tìm ra nguyên nhân tại sao y lại vô cáo hãm hại ngươi không hoặc có thể nói tìm ra khả năng vô cáo ngươi cũng được cung cấp manh mối kiểm chứng cho chúng ta y hy vọng chứng minh lời ngao phong nói là giả bởi vì sự việc liên quan đến người của thánh địa đại nguyên chỉ cần chứng minh lời ngao phong nói là gì chuyện phù minh và xích lưu khoan đánh cướp tất nhiên sẽ không thành lập nhưng thái thúc sơn thành biết cung cấp manh mối ở đâu chứ ông ta bị đánh đến chờ tay không kịp trước đó hoàn toàn không chuẩn bị được gì ngay cả tình huống của ngao phong như thế nào cũng không biết còn biết nói cái gì nữa chứ nhiều khi biến khéo thành vụng chẳng phải muốn chết sao cuối cùng chỉ có thể kêu oan đinh trưởng lệnh ta thật sự không biết tại sao y lại vu hãm ta xin trưởng lệnh minh giám đinh vệ nhìn ngao phong ngao phong ông ta nói người vu hãm ông ta người giải thích như thế nào ngao phong bình tĩnh giải thích giải thích ta chẳng quen ông ta cũng không muốn để ý đến ông ta ta chỉ nói cái mà ta nhìn thấy không cần phải giải thích chuyện gì còn chuyện thăm dò như thế nào là chuyện của các người không liên quan đến ta khi nói chuyện khí thế của thánh địa vô hư là vẫn phải có thật ra y cũng không biết thái thúc sơn thành có liên quan đến chuyện đánh cướp đó hay không càng không biết vì sao Ngưu Hữu Đạo lại muốn hãm hại Thái Thúc Sơn Thành. Nhưng Ngưu Hữu Đạo muốn y làm như vậy, y chỉ có thể chiếu theo mong muốn của Ngưu Hữu Đạo mà làm thôi. Đinh Vệ hơi trầm mặc, ánh mắt nhìn hai đệ tử Khí Vân Tông đang thấp thỏm lo âu, hai người là đệ tử Khí Vân Tông. Vâng, một người chắp tay trước ngực trả lời, người còn lại cũng chắp tay đáp lời sau đó, phải. Đinh Vệ hỏi tiếp, Ngao Phong, người nói khi chuyện xảy ra, hai người bọn họ có mặt tại hiện trường hay không? Ngao Phong đáp, không sai, hai người bọn họ cũng có mặt tại hiện trường. Đinh vệ hỏi thêm, người thấy, người ra tay giết người cướp đoạt là ai? Ngao Phong đưa tay chỉ Thái Thúc Sơn Thành, nếu ta nhớ không lầm, là ông ta. Thái Thúc Sơn Thành tức giận nói, Ngao Phong, ta và ngươi không cứu không oán, vì sao ngươi lại hại ta? Ngao Phong vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không để ý, cũng chẳng cần tranh luận gì với ông ta. Y chỉ nghĩ, câu này ngươi nên hỏi như hữu đạo thì hơn. Ta không bảo ngươi lên tiếng, im miệng đi. Đinh vệ cảnh cáo Thái Thúc Sơn thành một câu, Ngao Phong chỉ chứng, hai đệ tử khí vân tông các người thừa nhận hay không thừa nhận. Hai đệ tử khí vân tông căng thẳng đến mức không biết nên làm như thế nào cho phải. Thái Thúc Sơn thành quên lời cảnh cáo của Đinh vệ, vội đáp lời trước, Đinh tiên sinh, không có chuyện đó xảy ra, sao có thể bắt bọn họ thừa nhận được. Chẳng lẽ phiêu miếu các muốn bẻ cong, bức bách người khác nhận tội hay sao? Lúc này, ông ta không lên tiếng không được, sợ hai đệ tử không gánh được áp lực. Đinh vệ lạnh lùng nhìn ông ta, người không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao. Người có cần ta giúp người ngậm miệng không? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, ta không hỏi thì ngươi nên câm miệng lại. Thái Thúc Sơn Thành có tức giận cũng đành chịu, không khỏi im miệng, ném ánh mắt sang người hai đệ tử, nhắc nhở hai người không được ăn nói lung tung. Huyền Diệu cầm bản danh sách trong tay, ngón tay chỉ đến hàng của đệ tử khí Vân Tông, xen vào hỏi một câu, ai là Thái Thúc Tầm? Ai là Thái Thúc Lập? Người bên trái chắp tay đáp, Thái Thúc Tầm. Người bên phải chắp tay đáp, thái thúc lập, cất bản danh sách, huyền diệu mắng, trưởng quản bảo các người trả lời, các người không nghe thấy sao. Hai gã đệ tử khẩn trương nhìn nhau, thái thúc tầm lấy hết dũng khí, nói chúng ta không biết vị ngao phong tiên sinh này là có ý gì, chúng ta cũng không vi phạm quy định gì ở hoang trạch tử địa cả. Thái thúc lập cũng nói, đây chính là vô cáo hãm hại. Thái thúc sơn thành thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất vui. Đinh vệ nhìn chằm chằm biểu hiện của ba người, sau đó quay sang hỏi ngao phong ngao phong bọn họ phủ nhận chỉ chứng của ngươi người có chứng cứ gì chứng minh chỉ chứng của ngươi không ngao phong đáp không có ta cũng chẳng có gì chứng minh cả ta chỉ nói những gì mà ta thấy các người tin cũng được không tin cũng chẳng sao nếu như điều tra được là ta nói dối ta tiếp nhận trừng phạt là được không cần phải nói nhiều y bình tĩnh đáp đã đến bước này rồi mặc mọi chuyện ra sao thì ra vì thế y mới biểu hiện ung dung như thế y hoàn toàn không biết nghiêu hữu đạo nói là thật hay giả. Nếu bị cha ra là nói dối, y cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tùy ý để xử lý. Đến lúc đó, cùng lắm lôi nghiêu hữu đạo xuống nước chung, nói nghiêu hữu đạo bảo y nói như thế. Tình huống hơi không được rõ ràng, y thật sự lấy không ra chứng cứ, cũng không cần thiết biến khéo thành vụng. Đinh vệ quay sang nói với ba người của khí vân tông, các người cũng đã thấy được thái độ của Ngao Phong, các người cảm thấy y có cần phải hãm hại các người không? thái thúc sơn thành lớn tiếng nói đúng là không cần thiết ta cũng nghĩ không ra tại sao y lại làm như vậy đinh vệ hỏi ngao phong nói nếu y nói láo y sẽ tiếp nhận bất cứ trừng phạt gì còn các ngươi thì sao thái thúc sơn thành đáp lại nếu chúng ta nói dối chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất cứ trừng phạt nào đến mức này rồi ông ta tất nhiên muốn từ chết đến lết không đồng ý đó mới là con đường chết đã như vậy tất nhiên phải hợp lực đánh cược một lần đinh vệ nói ngao phong không thừa nhận y nói láo các ngươi cũng không thừa nhận cả hai bên đều không nói láo là chuyện không thể nào tất phải có một bên đang nói dối xét thấy các ngươi đều không thừa nhận cũng không cung cấp được chứng cứ để chứng minh bất đắc dĩ phiêu miếu các đành phải vận dụng thủ đoạn tra tấn nhưng có điều ta cần phải nhắc nhở các ngươi ánh mắt hắn ta đảo qua mặt của tất cả mọi người nếu ngao phong nói dối chỉ một mình y chịu mà thôi ai làm nấy chịu còn ba người các ngươi là đại diện cho khí vân tông một khi cha ra cả ba người các ngươi nói dối tất sẽ liên lụy đến toàn bộ khí vân tông ngao phong nói thấy người giết người cướp của chính là thái thúc sơn thành theo như y nói thái thúc tầm thái thúc lập không phải là hung thủ nhưng vì nghe theo lệnh của trưởng lão bổn phái muốn bảo vệ trưởng lão nên phải nói những chuyện trái lương tâm bổn trưởng lệnh có thể thông cảm điều này thái thúc sơn thành gào lên cắt ngang trưởng lệnh không có chuyện đó bọn họ nói là thật tại sao lại nói là trái lương tâm chứ? Giọng điệu đinh vệ đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ta nói là dựa theo lời Ngao Phong nói, là giả thiết, người nghe không hiểu sao. Giọng điệu của y thay đổi, sau đó ra lệnh cho hơn 10 thành viên phiêu miếu các bao quanh ba người khí vân tông, quan sát động tĩnh của ba người, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay chặn lại. Địa thế mạnh hơn người, Thái Thúc Sơn Thành không thể không im lặng. chương 1520, bắn 2, đinh vệ tiếp tục nói, dựa theo lời Ngao Phong nói, Ta hiểu tâm trạng các ngươi muốn bảo vệ cho đồng môn của mình. Thái thúc tâm, Thái thúc lập, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi cung khai chi tiết lấy công chuộc tội, ta có thể đại diện cho phiêu miếu các đặc xá các ngươi vô tội. Không cần vội vã trả lời, trước nghe ta nói hết đã. Trước khi các ngươi trả lời, ta hy vọng các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Bổn trưởng lệnh có điều cần nhắc nhở các ngươi, thiên hạ có thứ gì, phiêu miếu các có thứ đó. Thiên hạ có thủ đoạn tra tấn gì, phiêu miếu các cũng không thiếu phiêu miếu các có đủ thủ đoạn khiến bất cứ kẻ nào phải nói ra sự thật đương nhiên phiêu miếu các không phải là nơi không nói đạo lý cũng không phải là nơi tùy tiện vận dụng cực hình cũng không muốn người vô tội vô duyên vô cớ chịu tội lui một bước mà nói dày vò như vậy tất cả mọi người đều phiền phức nhưng nếu các người cứ khăng khăng kiên trì hai bên không lấy ra được chứng cứ cũng không còn cách nào phiêu miếu các đành thi triển thủ đoạn mạnh mẽ để người nên nói thật thì phải nói thật lời vừa nói ra tâm trạng của ngao phong là có thể nghĩ tự dưng lại chịu tội trong lòng không khỏi chủ yếu mưu hữu đạo chết không yên lành thái thúc tầm thái thúc lập các ngươi có hiểu ý của bổn trưởng lệnh hay không không ai có thể thủ khẩu như bình trước thủ đoạn tra tấn của phiêu miễu các bây giờ các ngươi nói thật xem như lấy công chuộc tội cam kết trước mặt mọi người của ta sẽ không thay đổi nếu như ngoan cố chống lại để cuối cùng cung khai ra sự thật cho dù tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha Quan trọng là, các người thân là đệ tử khí vân tông, ta nghĩ các người cũng không muốn liên lụy đến toàn bộ khí vân tông. Chỉ cần hai người các người không có việc gì, đó chỉ là hành vi cá nhân của Thái Thúc Sơn Thành, không liên quan gì đến toàn bộ khí vân tông, chỉ trừng phạt một mình Thái Thúc Sơn Thành mà thôi. Nếu các người cứng đầu đến cùng, một khi điều tra ra các người hợp mưu, liên lụy đến toàn bộ khí vân tông, phiêu miếu cắt sẽ triệt để xóa khí vân tông khỏi giới tu hành, huyết tẩy Thái Thúc gia tộc, tận chu Thái Thúc gia tộc để gian đe các ngươi thân là đệ tử khí vân tông lại là đệ tử của thái thúc gia tộc ta nghĩ các ngươi cũng không muốn liên lụy toàn bộ gia tộc đúng không đi con đường nào lựa chọn ra sao cơ hội cuối cùng đang bày ra trước mặt các ngươi hãy nghe cho kỹ đây chính là cơ hội cuối cùng sẽ không có lần sau đâu ta cũng không muốn nói nhảm nhiều với các ngươi nữa sinh tử tồn vong của khí vân tông của thái thúc gia tộc đang nằm trong một suy nghĩ của các ngươi trả lời như thế nào liên quan trọng đại mất đi cơ hội là không còn nữa đâu hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nói như vậy nghe qua thì giống như giả thiết thật ra đinh vệ vẫn đang nghiêng về phía ngao phong cũng không phải đang giúp đỡ ngao phong nói chuyện mà chỉ cảm thấy ngao phong dường như không cần phải nói dối ngược lại từ phản ứng của ba người khí vân tông là có thể nhìn ra điểm lạ thường trọng điểm chính là nhắm vào ba người khí vân tông toàn trường đều im lặng thành viên các phái đều câm như hến ai cũng bị hù dọa đinh vệ đã nói chắc chắn như đinh đóng cột trước mặt mọi người. Một khi điều tra ra, phiêu miếu các sẽ xóa khí vân tông khỏi giới tu hành, còn huyết tẩy toàn bộ thái thúc gia tộc. Y đúng là điên rồi, bất kể có phải đe dọa hay không, ai cũng biết, khả năng đinh vệ nuốt lời trước mặt mọi người không lớn. Đã ngồi vững, lại chấp trưởng toàn bộ phiêu miếu các, đinh vệ hoàn toàn có năng lực làm được việc này, có thể hiệu lệnh toàn bộ thiên hạ. Hạo kiếp của thái thúc gia tộc chỉ sợ sắp đến rồi. Có người âm thầm chờ mong, nhất là môn phái hai nước vệ, T, chỉ ước gì phiêu miếu các tiêu diệt khí vân tông, diệt trừ họa lớn cho hai nước. Sau lưng Thái Thúc Sơn thành đổ đầy mồ hôi lạnh, bị dọa như thế, ông ta có thể lĩnh hội được thủ đoạn ác độc của đinh vệ, chẳng những chu người mà còn chu tâm. Vừa đe dọa hai gã đệ tử biết được hậu quả nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng cho hai người đường lui. Có bán đứng Thái Thúc Sơn thành ông ta cũng không tính là phản bội sư môn, mà là giữ gìn sư môn. Chẳng những không phải là phản đồ, mà còn có công bảo vệ sư môn, không cần phải chịu nghiêm hình tra tấn. Lựa chọn ra sao dường như cũng không khó, Thái Thúc Sơn Thành bị dọa đến không dám nói tiếp, khẩn trương nhìn hai gã đệ tử. Như hữu đạo nhìn đinh vệ cao cao tại thượng, trong lòng âm thầm run lên. Người này có thể được thánh địa đại nguyên phái đến trực luân phiên, hiệu lệnh phiêu miếu các, quả nhiên không tầm thường. Lúc trước, hắn cho rằng chỉ cần ba người cắn chết không khai, sợ rằng phiêu miếu các phải phí nhiều công sức, nhưng cũng chẳng liên quan đến hắn. Ngao Phong muốn giữ mạng cũng cần phải cắn chết không khai. Bây giờ xem ra, hắn đã quá xem thường đinh vệ. Chỉ dày vò mấy câu, hai đệ tử khí vân tông sợ là gánh không nổi. Lòng bàn tay thái thúc tầm và thái thúc lập đổ đầy mồ hôi, xoắn suýt, do dự. Ý chí muốn chống lại đinh vệ trong nháy mắt đã bị phá hủy. Sự do dự này, xét theo một mức độ nào đó đã lộ ra mánh khóe bên trong. Không ít người âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ thái thúc Sơn Thành đã thật sự làm chuyện cướp bóc đó khí vân tông làm chuyện này, đối với một số môn phái mà nói, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí vân tông luôn ngang ngược trong giới tu hành, chỉ là không ai nghĩ đến họ lại dám ngang ngược ở thánh cảnh như vậy. Phát hiện được sự dị thường, Ngao Phong âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ Nghiêu Hiếu Đạo nói là thật, ba người này thật sự đã làm chuyện giết người cướp của. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn chằm chằm phản ứng hai gã đệ tử khí vân tông. Bên trong gió núi vù vù, đinh vệ đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống, lẳng lặng chờ đợi. Đợi một lát, đinh vệ lên tiếng, được rồi, xem ra không ai muốn nói thật. Cho các người cơ hội, các người lại không muốn, vậy cũng đừng trách ta. Người đâu, mau đem ngao phong và ba người khí vân tông ra ngoài, tách ra nghiêm hình thẩm vấn, cãi miệng của bọn chúng. Vâng, một nhân viên chấp sự của phiêu miếu các lên tiếng đáp lại. Trưởng lệnh, thái thúc tầm hô lớn một tiếng, đinh vệ khẽ nâng tay lên, ngăn thủ hạ bắt người, hỏi, người nghĩ thông suốt rồi sao? vẻ mặt thái thúc tầm tràn ngập thống khổ nhìn thái thúc lập thái thúc lập nuốt nước miếng chậm rãi quay đầu nói với thái thúc sơn thành một cách khó khăn lục thúc xin lỗi ta chúng ta chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tông môn mà thôi lời còn chưa nói xong thái thúc sơn thành làm sao mà không biết hai người này có ý gì mắt ông ta mở to như muốn nứt ra giận tím mặt mắng to hai người trước mặt mọi người xúc sinh ta đối đãi với các ngươi không tệ thái thúc gia tộc không có loại oát con vô dụng như ngươi trong lòng ông ta rất hật, rất muốn nói cho bọn chúng biết, có gì phải sợ chứ, chỉ cần chịu chút tra tấn, chết không hé miệng là được. Nhưng ông ta cũng biết, đây chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta mà thôi. Việc đã đến nước này, ông ta cũng không thèm đếm xỉa. Sau khi mắng xong, ông ta không nói hai lời, lắc mình bỏ trốn, hiển nhiên là không cam tâm ngồi chờ chết. Ông ta vừa trốn, những người khác cũng không ngồi yên. Bóng người bay lên bốn phía để chặn đường, đều là thành viên của phiêu miếu các hai tay vốn đang chống rỗng của Thái Thúc Sơn Thành xuất hiện hai cây búa lớn. Ông ta vung mạnh, rất có khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhất thời không có ai cản được. Tiếng ầm ầm vang lên, năm sáu người bị trùy ảnh đánh bay. Vây công bên dưới bị Thái Thúc Sơn Thành xé ra một lỗ hổng, tránh thoát ra ngoài. Thành viên các phái âm thầm kinh hãi. Không phải bọn họ kinh hãi thực lực của Thái Thúc Sơn Thành, mà kinh hãi chuyện Thái Thúc Sơn Thành dám đối đầu với phiêu miễu các. Trường 1521, Thái Thúc Sơn Thành mất mạng. Nhưng cũng vì vậy, mọi người có thể xác nhận, Thái Thúc Sơn Thành đã làm chuyện phạm quy. Muốn chạy, Đinh về cười lạnh, bất luận chết hay sống, cũng phải bắt cho bằng được. Thái Thúc Sơn Thành đã phá được vòng vây bao quanh đỉnh núi, nhanh chóng bay ra khỏi đỉnh núi, phía sau là một đám thành viên phiêu miếu các truy sát. Két, một âm thanh bén nhọn vang lên, một con phi cầm cỡ lớn bay lên không trung. Ngay sau đó, lại có thêm 7-8 con đuổi theo. Hoàng Ban Đích Thân dẫn đội, chờ người đuổi theo hướng Thái Thúc Sơn Thành bỏ trốn. Đứng trên cao nhìn lại, huyền diệu thấy có người đuổi theo đằng sau Thái Thúc Sơn Thành, chết cũng không thả. Mặc kệ Thái Thúc Sơn Thành có trốn đến đâu, đều có một đám người đuổi theo, một đường truy sát không ngừng. Đinh vệ vẫn thờ ơ với cuộc truy sát, nhìn cũng không nhìn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập. Gương mặt hai đệ tử khí Vân Tông vẫn tràn ngập sự lo lắng. Bán đứng Thái Thúc Sơn Thành, trong lòng bọn họ cảm thấy áy náy vô cùng. Thái Thúc Sơn Thành không chỉ là trưởng lão của môn phái, lại còn là thúc thúc của bọn họ, làm sao mà chịu nổi chứ? Tiếng đánh nhau xa dần, có thể thấy được sức chiến đấu của Thái Thúc Sơn Thành rất mạnh. Chỉ có nhiều lần đột phá vòng vây, tiếng đánh nhau mới có thể xa dần như thế. Thái Thúc Sơn Thành có chạy thoát hay không, thành viên các phái ai cũng không biết, nhưng nhìn biểu hiện của đinh vệ, dường như không chút lo lắng, đoán chừng kết cục của Thái Thúc Sơn Thành lành ít giữ nhiều. Thành viên phiêu miếu các bao quanh đỉnh núi đã ít đi một nửa số còn lại đã đuổi theo thái thúc sơn thành hiện trường lâm vào sự yên tĩnh lúc này đinh vệ mới lên tiếng thái thúc tầm thái thúc lập bổn trưởng lệnh nói lời giữ lời sẽ không liên lụy đặc xá các ngươi vô tội nói đi sự thật có phải như ngao phong đã nói hay không thái thúc sơn thành đã từng giết người cướp mắt dọc của yêu hồ vâng thái thúc tầm thừa nhận thái thúc lập cũng gật đầu một cách khó khăn vâng đinh vệ hỏi giết người nào cướp của người nào hai người nhìn nhau thái thúc tầm nói trưởng lão vạn thú môn triều kính khi chúng ta gặp triều kính ông ta đã bị trọng thương không còn sức lực để chống trả trưởng lão chỉ thuận tay giết ông ta lấy đồ của ông ta mà thôi đây chỉ là gặp tiện nghi thì nhặt cũng không phải cố ý cướp lời vừa nói ra thành viên các phái đều xôn xao thì ra là triều kính của vạn thú môn náo loạn cả nửa ngày đích thật thái thúc sơn thành đã giết triều kính không ít người nhìn như hữu đạo Bọn họ nhớ khi Thái Thúc Sơn Thành và Nghiêu Hữu Đạo đấu võ mồm với nhau, lúc đó Nghiêu Hữu Đạo có chất vấn Thái Thúc Sơn Thành tại sao biết Triều Kính đã chết, không nghĩ đến một câu thành sấm. Đinh vệ thấy Ngao Phong không chút nào núng, như vậy lời Ngao Phong nói là thật. Y tiếp tục hỏi hai người, trước khi Triều Kính chết có nói ai đã thương ông ta hay không? Thái Thúc Tầm lắc đầu, lúc đó Triều Kính bị thương rất nặng, tứ chi không còn đầy đủ, đang thoi thóp, miệng không thể nói, không có. Không có, nói đến đây, gã dường như nhớ ra điều gì đó, có chút ấp a à ấp úng. Sao, Đinh Vệ nghi ngờ hỏi lại, rồi nhìn chằm chằm Thái Thúc Lập, chỉ thấy mắt Thái Thúc Lập hơi lấp lẽ, rõ ràng có ẩn tình nào đó, không khỏi hỏi lại lần nữa, đến mức này rồi, người còn không muốn nói thật, hay là muốn rũ sạch liên lụy với mình. Thái Thúc Tầm vội nói, hồi trưởng lệnh, không phải chúng ta không muốn nói thật, mà là chúng ta không dám nói. Đinh Vệ nói, việc đã đến nước này, còn có cái gì phải giấu giếm nữa chứ? Nói đi, chỉ cần không liên quan đến các ngươi ta sẽ tha cho các ngươi vô tội thái thúc tầm do dự một chút sau đó khẩn trương nói triều kính biết mình bị trọng thương trước khi hôn mê đã lưu lại manh mối khả năng có liên quan đến hung thủ lời này khiến đinh vệ coi trọng đừng ấp úng nữa manh mối gì thái thúc tầm đáp trước khi triều kính hôn mê đã để lại mấy chữ dùng máu của mình viết xuống ba chữ phiêu miếu các trên tảng đá bên cạnh chúng ta cũng không biết là có ý gì không ít người có mặt tại hiện trường nhìn nhau tình huống đó mà còn không biết là có ý gì. Triều Kính hiển nhiên chỉ người đánh trọng thương ông ta là người của phiêu miếu các. Cả hai người biết rõ, chỉ là không dám công khai vạch mặt mà thôi. Gương mặt đinh vệ căng ra, vốn cho rằng không có chứng cứ, không nghĩ đến lại xuất hiện chứng cứ chỉ chứng thành viên phiêu miếu các phạm quy. Trước khi chết còn để lại chứng cứ chỉ tội phiêu miếu các. Ngao Phong vô thức nước mắt nhìn như hữu đạo, trong lòng kinh ngạc vô cùng, không biết như hữu đạo cố ý làm vậy, hay là hắn đã nhìn thấy nên mới bảo hắn ta nói như thế. Nếu là nghiêu hữu đạo cố ý bày ra, hắn ta đúng là khó có thể tưởng tượng. Hoang trạch tử địa là nơi nào chứ? Muốn tìm người còn khó, nhưng nghiêu hữu đạo chẳng những có thể biết hai thành viên phiêu miếu các đã chết, còn có thể biết tình hình lúc chiều kính bị hại, lại có thể nhìn thấy cảnh ông ta bị cướp. Trước đó, hắn ta còn tưởng rằng mình chỉ trùng hợp gặp được nghiêu hữu đạo, mà nghiêu hữu đạo bởi vì cẩn thận nên đã làm ký hiệu trên đồ hắn bị cướp bây giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy ngay từ đầu cái bẫy này đã nhắm vào hắn ta chỉ là hắn ta khó có thể tin được tại sao nghiêu hữu đạo lại có năng lượng lớn như vậy ở hoang trạch tử địa một nơi ngay cả thu thập tin tức cũng khó nhưng nghiêu hữu đạo lại có năng lực quan sát bốn phía hoang trạch tử địa như vậy hắn ta không biết nghiêu hữu đạo có cấu kết với yêu hồ hay không nhưng rồi hắn ta lại cảm thấy không có khả năng nghiêu hữu đạo mới đến hoang trạch tử địa yêu hồ trời sinh tính đa nghi, trong thời gian ngắn không có khả năng tin tưởng người ngoài mà hợp tác được. Hắn ta nghĩ đến một khả năng lớn nhất, hắn ta hoài nghi không biết bên trong thánh cảnh có người phối hợp với nhiều hữu đạo hay không. Có thể trong phạm vi rộng lớn như vậy làm tay chân cho hắn, năng lượng của người này ở thánh cảnh tuyệt đối không nhỏ, rốt cuộc là ai chứ? Hắn ta nhớ đến nhiều hữu đạo đã từng được La Phương phỉ đưa ra khỏi thánh cảnh, mơ hồ có cảm giác hắn ta đã rơi vào một âm mưu rất lớn. Suy nghĩ một hồi, Đinh vệ đột nhiên hỏi, tảng đá kia ở đâu, chắc các người vẫn còn nhớ chứ. Hai gã đệ tử khí vân tông hiểu rõ ý của y. Y chính là muốn đến tìm vật chứng. Thái thúc lập đáp, hồi trưởng lệnh, chúng ta không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ nhớ phạm vi đại khái mà thôi. Còn nữa, sau khi trưởng lão giết chiều kính xong, đã thuận tay ném thi thể chiều kính xuống đầm lầy. Đối với chuyện này, mọi người cũng không tính là ngoài ý muốn. Làm mấy chuyện như thế, không ai lưu lại chứng cứ làm gì hủy thi diệt tích là chuyện rất bình thường chỉ nghe thái thúc lập tiếp tục nói tảng đá có chữ phiêu miếu các cũng đã bị trưởng lão thuận chân đá vào đầm lầy luôn rồi chữ được viết bằng máu ngâm trong nước bùn lại qua mấy ngày sợ là chữ viết đã không còn nhìn rõ được nữa đinh vệ hỏi chuyện phát sinh được bao lâu rồi thái thúc lập đáp đại khái khoảng một tháng trước đinh vệ hơi cau mày mọi người nhìn nhau một tháng trôi qua vết máu trên tảng đá nhất định đã bị nước bùn ăn mòn đừng nói là chữ viết chỉ sợ thi thể của chiều kính cũng đã bị những sinh vật nhỏ bé trong đầm lầy gặm chỉ còn lại bộ xương. Nói cách khác, chứng cứ có liên quan đều đã bị mất hết. Nhưng không ai hoài nghi lời Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập nói là giả. Đến nước này rồi, hai người ngay cả trưởng lão trong môn cũng bán đứng, có cần phải nói dối nữa sao? Sự việc đã được kiểm chứng, Ngao Phong như chút được gánh nặng. Chỉ cần lời hắn ta nói không có vấn đề gì là được. Tất cả manh mối phủ nhận lời khai của hắn ta đã mất hết. Những vấn đề còn lại, hắn ta có thể nghĩ biện pháp để giải quyết. Thậm chí, hắn ta còn có thể lấy lý do không nhớ rõ để giải thích. Trường 1522, lo lắng, hãi hùng một Ít ra điều này đã chứng minh Ngưu hiếu đạo không phải chỉ biết giết mà không biết chôn cũng không đẩy hắn ta ra rồi mặc kệ sống chết. Trước đó Ngưu Hữu đạo đã chuẩn bị đầy đủ, có tác dụng bảo vệ cho hắn ta. Ngay từ đầu, hắn ta đã không rõ tại sao Ngưu Hữu đạo lại muốn lôi chuyện thái thúc sơn thành cướp đồ nói ra ngoài hắn ta chỉ cần làm chứng có người của phiêu miếu các cướp đồ của ngưu hữu đạo là được rồi nhưng tất cả đều muốn hắn ta cắn chết không bỏ chuyện này tại sao lại phiền phức như thế ngưu hữu đạo cũng không nói cho hắn ta biết trên tảng đá có ghi ba chữ phiêu miếu các bây giờ thì hắn ta đã hiểu điều này là để tạo ra chứng cứ chứng minh lời hắn ta nói là thật cũng là bảo vệ cho hắn ta nhưng vì sao ngưu hữu đạo lại phí hết tâm tư bảo vệ cho hắn ta như thế vì sao lại bày ra tảng đá chứng minh phiêu miếu các phạm quy hắn ta không biết nghiêu hữu đạo muốn làm gì, sự việc có rất nhiều khả năng, khiến hắn ta càng suy nghĩ lại càng sợ. Hắn ta biết rất rõ, hắn ta bước đến bước này, sợ rằng đã mắc thêm sai lầm lần nữa. Phạm quy cướp bóc thì không nói, còn cùng người ngoài hợp mưu đánh lại người trong nhà. Việc này không thể tha thứ được, hãm sâu vào bên trong khó mà rút chân ra. Hắn ta có cảm giác có một tấm lưới lớn đang bao trùm hắn ta lại. Đinh vệ lại nhìn chằm chằm Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo, trước đó người có nói, còn có người có thể chứng minh Ngao Phong thấy được cảnh người bị cướp, là ai vậy? Nhiêu Hữu đạo chắp tay nói, trưởng lệnh thứ tội, căn bản không có người này. Thật ra ta cũng không nhìn thấy rõ hình dáng của Ngao Phong tiên sinh. Ta nói ra nhân chứng này, chỉ là muốn bước Ngao Phong tiên sinh đứng ra làm chứng mà thôi. Sự thật đã chứng minh, đúng là có hiệu quả. Mặt đinh vệ run lên, người ta dùng một phương pháp nhỏ để tra ra chân tướng cũng không tính là sai lầm. Theo lý, hành động này còn hơi vất vả một chút những người còn lại đều bừng tỉnh, thì ra chỉ vì muốn bước Ngao Phong đứng ra mà thôi. Ngao Phong bỗng nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm như Hữu Đạo, biểu hiện hầm hầm giống như bị mắc lừa. Thật ra trong lòng Ngao Phong biết rất rõ, Ngưu Hữu Đạo nói như vậy chính là để bảo vệ cho hắn ta, cho hắn ta một bậc thang để bước xuống, không để hắn ta bị té ngã. Nếu không, hắn ta sẽ không giải thích được việc vì sao lại nhảy ra đánh lại nhà của mình. Thái Thúc Sơn Thành đã trở lại, nhưng lại bị ném từ trên không trung xuống đất máu me khắp người khi từ trên phi cầm ném xuống còn có máu chảy ra chật vật không chịu nổi đồng thời cũng không còn động tĩnh gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy thái thúc tầm và thái thúc lập không khỏi cảm thấy chán nản thành viên các phái tổn thức không thôi thái thúc sơn thành trước đó còn ngang ngược càn dỡ không nghĩ đến chớp mắt lại biến thành cái dạng này hoàng ban từ trên phi cầm nhảy xuống chắp tay phục mệnh trưởng lệnh thái thúc sơn thành không chịu đầu hàng khiến cho chúng ta không thể không nặng tay. Chúng ta không cân nhắc tốt, không thể bắt được người sống nên đã giết người. Có câu gã còn chưa nói ra, chính là thực lực của Thái Thúc Sơn thành quá mạnh, khiến cho người truy sát khó mà hạ thủ lưu tình, không thể không toàn lực ứng phó. Hơn trăm người phiêu miếu các vây công Thái Thúc Sơn thành, nhưng lại bị Thái Thúc Sơn thành đánh chết hơn 20 người. Thành viên đã chết không thể mang về được, Hoàng Ban đã sắp xếp người đưa về sau, sợ người các phái nhìn thấy phiêu miếu các vô năng, ảnh hưởng đến uy tín của phiêu miếu các trong mắt các phái. Hoàng ban khẳng định không nói ra ẩn tình bên trong trước mặt mọi người. Khi quay về, gã sẽ đích thân bẩm báo cho đinh vệ biết. Chết rồi, không ít người thầm than, bọn họ có thể hiểu được hành động của Thái Thúc Sơn Thành. Dù sao cũng chết, tất nhiên phải thả chết không khuất phục. Cho dù chỉ còn một hơi cũng phải liều mạng, mặc dù kết cục rất thảm, nhưng thành viên các phái không thể không thừa nhận, Thái Thúc Sơn Thành vẫn rất có khí phái chuyện này đổi lại người của các phái khác sợ là đã không dám phản kháng trước uy thế của phiêu miễu các dùng phương thức cầu xin để đổi lấy chút hy vọng sống thi thể của thái thúc sơn thành nằm trước mặt mọi người như muốn giết một người dân trăm người giống như muốn nói cho mọi người biết đây chính là kết quả khi đối nghịch với phiêu miễu các đinh vệ không có hứng thú với thi thể của thái thúc sơn thành móc kết quả tỉ thí trong tay áo ra im lặng nhìn qua y thật sự không biết bàn giao kết quả này cho thánh tôn như thế nào xuất hiện tình huống thành viên phiêu miếu các phạm quy cướp đồ phiêu miếu các thắng trong cuộc tỷ thí này còn có ý nghĩa sao người bên phía giám sát quy tắc lại phạm quy phiêu miếu các phải giải thích như thế nào đây ánh mắt y hơi dịch chuyển khỏi tờ giấy liếc nhìn như hữu đạo không khỏi bốc hỏa ngàn cẩn thận vạn cẩn thận lại vì như hữu đạo mà chọc ra phiền phức y hối hận vì mình đã đi thăm dò như hữu đạo mà không phái huyền diệu đi nếu không sẽ không xảy ra việc này bây giờ y chỉ muốn giết như hữu đạo cho hả giận chỉ là tình huống không cho phép y có hành động thiếu suy nghĩ với nghiêu Hữu Đạo. Nếu không, không biết những người khác sẽ nghĩ như thế nào. Cũng may là người chạy không thoát, vẫn còn nằm trong tay của y. Y còn có nhiều cơ hội tính sổ với nghiêu Hữu Đạo. Về phần có phải như nghiêu Hữu Đạo đã nói, chỉ vì tự vệ mà dẫn đến việc này hay không, điều này không nằm trong phạm vi tha thứ của y. Đinh Vệ phất tay ra hiệu lui ra, đồng thời không quên thấp giọng dặn dò Huyền Diệu một câu, bảo ngao phong đến đây. Vâng huyền diệu lĩnh mệnh trong lúc mọi người rời khỏi đỉnh núi huyền diệu đến bên cạnh ngao phong thì thầm một tiếng ngao phong lách mình bay lên rơi xuống dưới một gốc cây lẻ loi trên đỉnh núi chắp tay chào đinh vệ đây là thành tích thành viên phiêu miếu các kỳ thí với thành viên các phái người cảm thấy bây giờ mà báo lên các thánh tôn có tin hay không đinh vệ lung lay sắp giấy trước mắt đối phương sau đó thu lại cất vào trong tay áo mặc kệ có nộp lên hay không Mặc kệ thành tích này có được công nhận hay không, y đều phải báo lên. Ngươi là người của Thánh Địa Vô Hư, là đồ đệ của Diệp Niệm. Ngươi mạo muội bị cuốn vào việc này, hắn phải biết nó sẽ tạo thành hậu quả gì cho Phiêu Miếu Các. Ngươi làm sao mà ăn nói với trên dưới Phiêu Miếu Các đây? Làm sao ăn nói với sư phụ của ngươi? Giọng nói của Đinh Vệ không lớn, chỉ có hai người có thể nghe được mà thôi. Ngao Phong hiểu ý của y, nhẹ giọng đáp lại, không có người ngoài nghe thấy, tất không thành được chứng cứ hắn ta đáp ta cũng không muốn như vậy, nhưng ngài cũng thấy rồi đấy, tình thế bức bách, nếu ta không đứng ra, một khi bị điều tra ra, chính là cố tình giấu giếm. Sự việc bị phơi bày, truyền đến tai thánh tôn, phiêu miếu các bao che lừa gạt, ta là người đứng mũi chịu sào, hậu quả sẽ rất thảm. Ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, rơi vào bẫy của nghiêu hữu đạo. Đinh vệ than thở, sư phụ ngươi sẽ tìm ngươi, lời này ngươi nên giải thích với sư phụ của mình. Ngươi thật sự muốn rời khỏi vườn vô lượng sao? thành tích tỉ thí này có chắc chắn không? Ngao Phong hiểu, đối phương đang nói móc hắn ta, người còn muốn rời khỏi vườn vô lượng à? Xảy ra chuyện như vậy, cho dù thành tích có chắc chắn hay không, ta cũng không ôm hy vọng. Ngao Phong lắc đầu, hừ, đinh vệ hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, cũng không nói nhảm, chuyện còn lại giao cho thành viên có liên quan xử lý. Các thành viên tham gia rèn luyện được Hoàng Ban dẫn về. Về phần Ngao Phong, Nghiêu Hữu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập thì do huyền diệu dẫn đến chỗ khác điều tra. Mặc dù sự việc đã rõ ràng, nhưng cũng phải giải quyết cho đúng trình tự. Bốn người không thể không phối hợp, người đi rồi, chỉ để lại một thi thể trên đỉnh núi không ai chôn cất, mặc cho phơi thây. Chương 1523, lo lắng, hãi hùng hai. Trên một vách núi đầy hoa có một cái sàn gỗ lơ lửng, toa Như Lai đang dựa vào lan can, thủ hạ Tâm Phúc Vương Tôn đang đứng bên cạnh bẩm báo tình huống tỉ thí ở hoang trạch tử địa. Sau khi nghe xong, toa Như Lai hơi kinh ngạc quay đầu lại hỏi bị đinh vệ để mắt đến mà không có việc gì vương tôn đáp người còn đang thẩm vấn nhưng chiếu theo tình huống mà xem như hữu đạo hẳn không có việc gì hắn chỉ được đem về thẩm vấn lần nữa cho đúng thủ tục mà thôi loại tình huống này phiêu miếu các phạm quy đinh vệ đang trực luân phiên phải suy nghĩ làm cách nào để bẩm báo lại với các thánh tôn huống chi xảy ra chuyện như vậy đinh vệ tạm thời không dám động đến hắn nếu không sẽ khiến cho người ta suy nghĩ nhiều lúc này đinh vệ sẽ không để cho hành động của mình không được rõ ràng toa như lai gật đầu triều thắng hoài chết triều kính cũng đã chết tại sao lại trùng hợp như vậy có phải là do nghiêu hữu đạo làm hay không vương tôn do dự nói chắc là không phải đâu đã chứng minh là thái thúc sơn thành giết rồi toa như lai nói Đệ tử diệp niệm thế mà lại nhảy ra làm chứng cho nghiêu hữu đạo vương tôn cười nói là bị nghiêu hữu đạo lừa bước ra đoán chừng ngao phong đang rất tức giận toa như lai chắp tay trầm ngâm nói, đinh vệ không thể làm gì hắn. lúc này, nhiêu hữu đạo không có việc gì, còn đinh vệ thì ốc còn không mang nổi mình ốc. vương tôn hỏi dò một câu, hình như tiên sinh hơi chú ý đến nhiêu hữu đạo. toa như lai lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, vương tôn hơi hạ thấp người, im lặng không nói nữa. ngẩng đầu nhìn trời, toa như lai nói, người đã xử lý sạch sẽ chuyện quần áo bên trong bí cảnh thiên đô chưa? vương tôn hơi khom người, tiên sinh yên tâm đi phàm là người biết vụ ném quần áo đi đều xử lý sạch sẽ, sẽ không có ai biết được đâu. Tiên sinh, thuộc hạ không rõ, chuyện bí cảnh thiên đô qua lâu như vậy rồi, tại sao tiên sinh đột nhiên lại nghĩ đến xử lý việc này, vứt bộ quần áo rất quan trọng sao? Toa như Lai nói, không nên hỏi thì đừng hỏi, khi nào cần cho người biết, người sẽ biết, nếu không, cả ta và người đều không có chỗ tốt. Vâng, Vương Tôn đáp lại, đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sư huynh. Vương Tôn quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái kiều mị từ trong khóm hoa bước ra, chính là La Phương Phỉ. Toa Như Lai không cần quay đầu lại cũng biết là ai, hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói, "Lui ra đi." Vâng, Vương Tôn cáo lui, gã chắp tay với La Phương Phỉ, sau đó nhanh chóng rời đi. La Phương Phỉ chỉ hơi gật đầu với gã một cái, rồi bước đến bên cạnh chồng của mình, ánh mắt nhìn Toa Như Lai vẫn nhu tình như cũ. Thấy biểu hiện thờ ơ của sư huynh, nàng liền tìm đề tài, hy vọng sư huynh cảm thấy hứng thú nói chuyện với nàng, sư huynh ta nghe được một tin, như hữu đạo bị đinh vệ bắt lại thẩm vấn. Sư phụ nhốt nàng một tháng, nàng quên rồi sao? Toa như lai quay đầu lại nói, ta hoàn toàn không có hứng thú với nghiêu hữu đạo. Ngã một lần thì khôn lên một chút, lần sau đừng lẫn vào chuyện của nghiêu hữu đạo nữa. La Phương phỉ hơi bất mãn, tại sao lại nói muội như vậy? Muội chỉ hỏi thăm một chút, chứ có làm gì đâu. Tử Kim Động, trưởng môn cung lâm sách đích thân ra ngoài tiến khách, chắp tay đưa trưởng môn thiên nữ giáo chỉ thanh lệ lên phi cầm đưa mắt nhìn khách đi xa, cung lâm sách quay người trở về. Ai ngờ mới bước vào cửa, lại có đệ tử đuổi theo bẩm báo trưởng môn, các chủ hiểu nguyệt các ngọc thương đến. Cung lâm sách dừng bước, cao mày nói, xem ra cũng là chuyện rèn luyện ở thánh cảnh, không biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. mời vào đi, nói xong, ông ta bước về phía một đình viện bên trong yêu nhã các để chờ. Không bao lâu sau, ngọc thương được đệ tử tử kim động dẫn đến. chủ khách chắp tay chào hỏi một phen sau đó chủ quay người mời khách vào bên trong để ngồi, đưa qua chén trà nhỏ, cung lâm sách cười nói, ngọc thương tiên sinh đường xa đến đây, không biết có gì chỉ giáo hay không. ngọc thương khoát tay, thở dài nói, ta cũng không rông dài với cung huynh hay bất mãn cung huynh điều gì, sở dĩ ta đến đây là vì trưởng môn khí vân tông thái thúc phi hoa chạy đến tìm ta. cung lâm sách dò hỏi, ông ta tìm huynh làm gì? ngọc thương nói, người của phiêu miếu các tìm khí vân tông, bảo khí vân tông bổ sung một trưởng lão đến thánh cảnh để rèn luyện nói thái thúc sơn thành đã gây ra chuyện bị phiêu miếu các trừng phạt phiêu miếu các cũng không tiết lộ là chuyện gì chỉ dẫn một trưởng lão khác đi thái thúc phi hoa không tránh được lo sợ trước khi đến tìm ta đã tìm người của nước tề và nước vệ để hỏi thăm nhưng cũng không hỏi được kết quả gì ông ta đến hỏi ta ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra thì ra là việc này cung lâm sách nói cho nên huynh đến hỏi ta ta làm sao biết chuyện bên trong thánh cảnh chứ huynh không phải không biết chuyện nghiêu hữu đạo bị đem về thánh cảnh Ngọc Thương nói, trước khi Như trưởng lão đi, chẳng lẽ không nói gì với huynh sao? Trên thực tế, một tháng trước, ông ta đã bị người của phiêu miếu các tìm đến, tra hỏi xem có chuyện đưa cho Ngưu Hữu đạo 2 triệu kim tệ hay không. Tại sao lại hỏi việc này chứ? Ông ta nghĩ mãi mà không rõ, phiêu miếu các cũng không nói chuyện gì xảy ra, khiến ông ta vẫn luôn lo sợ. Lúc này Thái Thúc Phi Hoa tìm đến, biết có người đã chết, mặc dù ông ta cũng biết cho dù tử kim động có biết bí mật gì cũng chưa chắc đã tiết lộ, ông ta vẫn nhịn không được mà chạy đến hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Cung lâm sách cười khổ, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong thánh cảnh. Không dối gạt ngọc thương huynh, chỉ thanh lệ cũng vừa mới rời khỏi chỗ này, cũng chỉ vì bà ta biết nhiều hữu đạo đã từng trở về, nên mới đến tìm ta để hỏi thăm. Khí vân tông cũng chỉ bổ sung một trưởng lão thôi mà, thiên nữ giáo phải bổ sung đến ba người lận. Phiêu miếu các nói người của thiên nữ giáo vào bên trong đã chết hết. Cái gì, Ngọc Thương kinh ngạc, chuyện rèn luyện này là như thế nào vậy? Tại sao lại tùy tiện bổ sung người vào chứ? Cung lâm sách than thở, thánh tâm khó dò, ai mà biết chứ? Bệ hạ, vì sao lại từ chối? Hoàng cung nước tấn, thiệu bình ba một lần nữa chủ động vào cung. Gặp thái thúc hùng bên trong thượng thư phòng, ngoài mặt thì là thỉnh giáo nhưng thật sự là hơi bị phát điên. Lần thứ ba rồi, đây là lần thứ ba nước tần trì hoãn việc ra tay với nước vệ, Phong ba của việc rèn luyện thánh cảnh vất vả lắm mới vượt qua được, bọn họ đợi hai tháng, xác nhận mọi thứ bình thường, chuẩn bị khởi động kế hoạch, ai ngờ khi đã chuẩn bị xong, đến lúc bắt đầu lật bàn, trong cung một lần nữa chuyển đến lệnh ngừng khẩn cấp. Cho dù thiệu bình ba có thể duy trì sự bình tĩnh nhưng lúc này cũng nhịn không nổi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, người nước về có ngu đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng bị bại lộ mà thôi. Thái thúc hùng dựa lưng vào ghế, thở dài, người của khí vân tông xảy ra chuyện ở thánh cảnh, Trưởng lão Thái Thúc Sơn thành bị phiêu miếu Các giết chết. Phiêu miếu Các đã tìm đến cửa, nghe xong, Thiệu Bình Ba mở to mắt, y đã hiểu, bây giờ Khí Vân Tông đang trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Cũng không biết Thái Thúc Sơn thành đã chọc ra chuyện gì, bây giờ Khí Vân Tông còn tâm trạng đánh trận mới là lạ. Một khi Khí Vân Tông tiêu đời, không còn chỗ dựa, nước Tần làm sao công thành chiếm đất được, hoàng đế cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sau khi bừng tỉnh, Thiệu Bình Ba có chút không rõ, đang tốt nhưng vì sao lại giết thái thúc trưởng lão chứ đó là thánh cảnh thái thúc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ muốn chết ngược lại còn phải cẩn thận gấp đôi có phải bên trong đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không hay là có người đang dở cho quỷ thái thúc hùng liếc xéo dở cho quỷ ở thánh cảnh không phải ngươi đang muốn nói đến nghiêu hữu đạo thiệu bình ba trầm giọng nói không phải là không có khả năng này chỉ là chúng ta chẳng biết một chút tình huống nào cả cho nên không thể đưa ra phán đoán chương 1524, lần lượt bổ sung. Thái Thúc Hùng cau mày, bản thân ông ta cũng hoài nghi Nghiêu Hữu Đạo, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Nghiêu Hữu Đạo vẫn luôn là người bị nghi ngờ đầu tiên. Xưa nay vẫn luôn như vậy, hắn là người hay có cử chỉ điên rồi nhanh nhất. Bên trong một sơn động đã được làm giống ruột, Nghiêu Hữu Đạo, Thái Thúc Tầm, Thái Thúc Lập và Ngao Phong từ cửa hang bước ra, cũng có thể nói là bị người ta áp giải ra. Bốn người bị thẩm vấn lần nữa, lần này là giam riêng, thẩm vấn riêng nếu hữu đạo không có việc gì nói vẫn là những chuyện cũ việc gì xảy ra phía sau hắn nói hắn không biết tất cả đều ném cho ngao phong để ngao phong tự mình nghĩ cách bị giam mấy ngày hắn cũng chỉ bị thẩm vấn một lần về sau đều khoanh chân tĩnh tỏa ngồi một mình trong nhà giam hắn phủi sạch mọi thứ việc gì cũng thải ra hắn không lo cho mình chỉ lo cho ngao phong không biết hắn ta có thể ứng phó hay không vấn đề là hắn không biết quá trình của ngao phong ở hoang trạch tử địa như thế nào lo lắng hành tung và thời gian không khớp nhau. Nhưng nhìn tình huống của Ngao Phong khi vừa mới ở hoang trạch tử địa ra, hắn đoán chừng Ngao Phong là người có năng lực ứng đối, có thể giải quyết sự không khớp đó. Khi nhìn thấy Ngao Phong bước ra cùng một lúc với mọi người, Nghiêu Hữu Đạo biết, Ngao Phong đã ứng phó được. Bước ra khỏi sơn động, Nghiêu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại. Hắn biết nơi này là của phiêu miếu các, nhưng không biết là vị trí nào. Ngao Phong đột nhiên bước nhanh đi, hành động của hắn ta khiến Nghiêu Hữu Đạo phải quay lại nhìn, chỉ thấy có một người đang đứng chắp tay dưới cây cổ thụ cách sơn động không xa, lạnh lùng nhìn chầm chầm Ngao Phong. Ngao Phong bước nhanh đến, cung kính hành lễ, bởi vì cách khá xa, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì. Trong lúc Nhiều Hữu Đạo đang suy nghĩ người đứng dưới cây là ai, đằng sau đột nhiên có người lên tiếng, người đến là sư phụ của Ngao Phong, Diệp Niệm. Ha ha, Diệp Niệm tự mình đến đón người, xem ra là bị việc Ngao Phong làm chứng kinh động rồi. Trong giọng nói rất có hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Ngưu Hữu Đạo nhìn lại, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Huyền Diệu. Hai người nhìn nhau, gương mặt Huyền Diệu hiện lên nụ cười mỉa mai, đưa tay vỗ ngực Ngưu Hữu Đạo, "Ngưu Hữu Đạo, thời gian còn rất dài, cơ hội gặp mặt của chúng ta còn nhiều." Ý vị bên trong lời nói không ít, Thái Thúc Lập và Thái Thúc Tầm không biết bên trong lời nói là có ý gì, nhưng Ngưu Hữu Đạo thì biết. Lần này Huyền Diệu không tiện phát tác, nhưng sớm muộn gì cũng tìm hắn tính sổ. Mong rằng Huyền quản sự chiếu cố nhiều hơn. Nghiêu hữu đạo chắp tay cung kính đáp lại, huyền diệu phất tay ra hiệu, đằng sau có người đến, trả lại binh khí cho ba người. Dẫn về, huyền diệu ra lệnh, lập tức có hai con phi cầm bay đến, mang ba người nghiêu hữu đạo rời đi. Về phần ngao phong, hắn ta không có ở trong đám này. Tỉ thí kết thúc, thành viên phiêu miếu các tham gia tất có nơi khác để tập trung, sẽ không xen lẫn cùng một chỗ với thành viên rèn luyện các phái. Trước khi bay lên không trung, nghiêu hữu đạo có để ý một chút. Thái độ của Diệp Niệm dường như không tốt, giống như đang mắng Ngao Phong, mắng hắn ta không ngóc đầu lên được. Sơn Trang thủ khuyết, như hữu đạo trở về, cùng nhau trở về tất nhiên còn có Thái Thúc Tầm và Thái Thúc Lập. Nơi trở lại vẫn là tòa viện ban đầu, sau khi biết được Nhiêu Hữu Đạo trở về, động tính trong viện không nhỏ, tất cả đều chạy ra xem. Mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng và đề phòng, lúc này Tần Quan và Kha Định Kiệt như chút được gánh nặng. Hai người bước nhanh đến hành lễ, trưởng lão nghiêu hữu đạo hỏi bọn họ không có việc gì chứ hai người biết hắn hỏi cái gì cả hai đồng thanh trả lời tất cả đều khỏe mạnh đám người phù hoa cũng không kịp chờ đợi tất cả cùng bước vào trưởng lão thẩm nhất độ của hiểu nguyệt các nhìn ra xa không chạy đến tham gia náo nhiệt phiêu miếu các đã điều tra nghiêu hữu đạo không liên quan đến chuyện này ông ta cũng không cần thiết nắm chân thối của nghiêu hữu đạo nữa cộng thêm việc bị buộc viết phiếu nợ huyên náo lên mặt mũi cũng hơi bị ngượng toàn thái phong vừa đến đã lập tức hỏi lão đệ không ai làm khó ngươi chứ nghiêu hữu đạo cười ha hả phiêu miếu các không đến mức mất nhân tính ngay cả một chút đạo lý cũng không nói sự việc cha ra không liên quan đến ta ta chỉ là phối hợp kiểm chứng làm khó ta để làm gì mọi người yên tâm đi ta không sao ta rất tốt có thật hay không có tốt hay không chỉ có một mình hắn biết mà thôi không có việc gì là tốt rồi phù hoa mỉm cười gật đầu những người còn lại cũng tỏ ra cao hứng vì nghiêu hữu đạo nhìn thủ vệ phiêu miếu các đứng cách đó không xa, như hữu đạo hỏi, ta bị nhốt mấy ngày nên không biết tình huống bên này. nghe hắn hỏi, vẻ mặt mọi người đều trở nên lo lắng. phù hoa lắc đầu, sau khi trở về, bọn họ nhốt chúng ta ở đây, không có bất cứ động tĩnh nào, cũng không biết bước kế tiếp muốn làm gì. hắn hiểu ý trong lời nói của phù hoa, chuyện rèn luyện sợ là không dễ dàng kết thúc như vậy. những người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, đằng sau nhất định còn có việc nghiêu hữu đạo hơi im lặng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi mọi người cười khổ vốn bọn họ cho rằng tên nhóc này biết nội tình gì đó ai ngờ chỉ là mình hiểu lầm người các phái đứng chung quanh xem như đã nhìn ra lần rèn luyện này bọn họ bất chi bất giác đã đứng thành một đoàn thái thúc tầm và thái thúc lập phát hiện không ai chào đón bọn họ đến đâu cũng không ai nhìn bọn họ ngược lại còn nghe tiếng hử lạnh khinh thường không ít trong lòng hai người đều hiểu mặc dù rất nhiều môn phái bất mãn với khí vân tông nhưng không ai dung túng việc thuộc hạ phản bội mình nếu không phải bọn họ không dám làm loạn ở đây hai người sợ rằng tránh không được bị người ta đánh cho một trận Đối lý cũng không còn mặt mũi nào để nói cái gì hai người chỉ có thể xám xịt trở về phòng của mình trong đình viện một đám người tập hợp cùng một chỗ không cái thiên chợt a một tiếng mọi người theo hướng nhìn của gã nhìn lại chỉ thấy một đám người mặc đồ đỏ bước đến đối với một số người mà nói đây không phải là những gương mặt mới chỉ có thể nói là mới ở đây mà thôi ví dụ như trưởng lão thái thúc sơn hải của khí vân tông trưởng lão an thủ quý của vạn thú môn trưởng lão tề bích tang của thiên nữ giáo đệ tử các phái đi cùng mọi người có lẽ không nhận ra nhưng phần lớn đều có quen với các trưởng lão nhìn biểu hiện này sáu người của các môn phái bị giết đều đã đến tình huống là như thế nào vậy như hữu đạo hầu như không nhận ra hỏi người bên cạnh mặt lạ quá là ai thế trưởng lão thái thúc sơn hải của khí vân tông Lãng kinh không thấp giọng giới thiệu cho hắn biết, như hiểu đạo ứng một tiếng, cũng không rõ tình huống như thế nào. Sắc mặt của những người mới đến cũng không được tốt, bọn họ nhìn thấy một đám người đang tập trung trong đình viện, lập tức bước sang bên này, nhất là trưởng lão an thủ quý của vạn thú môn, mục tiêu minh xác trực tiếp đến thẳng chỗ toàn thái phong. Hai người quen biết với nhau, đều là trưởng lão môn phái nước tống. Thành viên hai bên đều quay người lại, chắp tay với nhau. Trong bất kỳ tình huống nào, lịch sử với nhau là không thể thiếu. Sau khi chào hỏi xong, trưởng lão Vạn thú môn An thủ quý trực tiếp hỏi Toàn Thái Phong, "Toàn huynh, có phải việc rèn luyện đã xảy ra chuyện rồi hay không?" Nghe xong, mọi người lại nhìn nhau. Toàn Thái Phong nói, "Rèn luyện còn có thể không có chuyện gì sao? Mà tại sao các người lại đến đây?" An thủ quý đáp, "Người của Phiêu Miếu các đột nhiên đến tìm chúng ta, nói người tham gia rèn luyện của chúng ta gặp nạn, muốn chúng ta đến bổ sung." Mọi người lại nhìn nhau lần nữa. Lần rèn luyện này còn có bổ sung." Toàn Thái Phong nói, thì ra là thế. "An huynh, về phần xảy ra chuyện gì?" Ha ha, ông ta nhìn Thái Thúc Sơn Hải, cũng không có ý định nói. Chương 1525, phá cửa một. Mọi người đều hiểu, khi phiêu miếu các đem những người này đến, cũng không nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Thái Thúc Sơn Hải cũng nhận ra có điều gì đó không được bình thường, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ. Ngay từ lúc cùng với những người bổ sung khác chạm mặt, ông ta đã phát hiện có điều gì đó không bình thường. Người của các phái khác đều gặp nạn, duy chỉ có người của khí vân tông là bị phiêu miếu các nói là phạm tội nên bị giết. Còn nữa, các môn phái khác đều bổ sung ba người, duy chỉ có khí vân tông là một người, khiến cho ông ta không biết tình huống như thế nào. An Thủ Quý hỏi tiếp, Toàn Huynh, có chuyện gì mà Huynh cứ ấp úng như vậy? Toàn Thái Phong lúng túng nói, trở về rồi nói sau. Có mấy lời không chỉ vì có Thái Thúc Sơn Hải ở đây mà khó nói, còn có Nghiêu Hữu Đạo, Trước đó Thái Thúc Sơn Thành đã huyệt tài chuyện nghiêu hữu đạo cấu kết với triều kính, bảo ông ta làm sao mà nói đây. An thủ quý cao mày, cũng có chút do dự, chúng ta đến đây, bọn họ đã bắt chúng ta viết xuống vài thứ. Các người, không biết lúc các vị đến đây, phiêu miếu các bắt các vị viết cái gì. Nghe xong, sắc mặt của người tham gia rèn luyện đều trở nên kỳ lạ, trong nháy mắt hiểu được vì sao An thủ quý do dự trước khi hỏi. Toàn thái phong đáp, đừng hỏi nữa, bắt viết cái gì thì viết cái đó, không viết không được một người cũng không chạy thoát nghe được tất cả đều viết các trưởng lão tham gia rèn luyện đều nhẹ nhàng thở ra không có chuyện người này may người kia không may tất cả đều không may là tốt rồi những người này đến đều thu hút người các môn phái khác động tĩnh như vậy khiến thái thúc lập và thái thúc tầm đang núp trong phòng phải nhìn ra sau khi nhìn thấy thái thúc sơn hải đến cả hai người có chút luống cuống bây giờ gặp không được mà không gặp cũng không được cả hai đều bước ra mái hiên đứng chờ Bên này không ai trả lời rõ ràng, Thái Thúc Sơn Hải đang muốn tìm người nhà để hỏi cho rõ, nhìn thấy hai gã đệ tử, ông ta lập tức nhờ mọi người nhường đường một chút, sau đó bước nhanh đi. Người đến trước nhìn thấy, thân sắc hoàn toàn khác nhau. Đám người an thủ quý lần lượt chào hỏi người các môn phái khác xong, lại thấy có một số môn phái lén lút lôi kéo an thủ quý, thỉnh thoảng còn liếc nhìn như hữu đạo, hắn không khỏi cười lạnh, biết những người này không có lòng tốt, đoán chừng muốn tố cáo hắn. Như hữu đạo chẳng quan tâm, không có bằng chứng, cáo trạng như thế nào? hắn nói một tiếng mệt mỏi, sau đó dẫn tần quan và kha định kiệt về phòng của mình. trong gian phòng của khí vân tông, sau khi hỏi qua tường tận, thái thúc sơn hải đứng phát dậy, một tay nắm chặt vạt áo thái thúc tầm, giận dữ mắng: dám bán đứng trưởng lão tông môn các ngươi, đúng là giận không kềm được. hiểu được nguyên nhân tại sao mình lại đến đây, ông ta có thể nói là tức giận quá mức. thái thúc lập bị dọa, vội quỳ xuống, tam bá, chúng ta cũng không còn cách nào chúng ta cũng vì suy nghĩ cho tông môn. Phiêu miếu các nói, một khi bị cha ra, nhất định sẽ hủy diệt khí vân tông, huyết tẩy thái thúc gia tộc. Thái thúc tầm cũng gấp giọng giải thích, nếu tam bá không tin, có thể nghe ngóng từ người khác. Ban đầu, chúng ta cũng chết không thừa nhận, cũng đã chuẩn bị cùng lắm thì chết, cùng chung hoạn nạn với lục thúc. Chúng ta chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng nguy hiểm cho toàn bộ tông môn, cái nào nặng cái nào nhẹ chứ. Chúng ta chỉ là bất đắc dĩ mới cầu sinh một cách cầu thả như thế. Hừ, Thái Thúc Sơn Hải đầy tay gã ra, Thái Thúc Tầm lảo đảo vài cái, sau khi đứng vững, cũng vội vàng quỳ xuống. Ngực Thái Thúc Sơn Hải phập phồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, cơn giận khó tiêu. Nếu là bình thường, ông ta sẽ chém chết hai người, nhưng nơi này không phải là nơi để ông ta làm loạn. Ông ta không dám tùy ý giết người ở đây, huống chi ông ta còn cần hai người biết rõ tình huống hỗ trợ. Khí Vân Tông, cút ra đây cho ta bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ của trưởng lão an thủ quý của vạn thú môn nghe giọng thái thúc sơn hải biết được người đến là ai liền cười lạnh nói với hai người đang quỳ dưới đất nhìn đi chuyện tốt mà các người rước lấy đã tìm đến cửa rồi đấy thái thúc tầm và thái thúc lập không thể giải thích trưởng lão nói không sai đây là hậu quả do bọn họ dẫn đến nếu bọn họ sống chết không nhận tội danh không đến mức đổ hết lên đầu thái thúc sơn thành không hại chết ông ta vạn thú môn cũng không có chứng cứ tìm đến khí vân tông bây giờ đã xác định khí vân tông phạm quy giết người lại còn giết trưởng lão vạn thú môn vạn thú môn làm sao có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra còn quy làm gì quy nhận tội với người ta hay sao đi thái thúc sơn hải nói xong liền quay người không chút luống cuống ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra bước ra ngoài ba người đứng dưới mái hiên nhìn an thủ quý đang khí thế hung hăng đứng dưới bậc thang thái thúc sơn hải quát mắng ở đây hô to gọi nhỏ để làm gì An Thủ Quý nói, khí vân tông của ngươi giết trưởng lão vạn thú môn ta, ngươi nói ta nên làm gì? Ông ta biết rõ chuyện gì đã xảy ra, có không ít môn phái lôi kéo, kết bè kết đảng, hoặc có người chủ tâm châm ngòi, không biết mới là lạ. Thái Thúc Sơn Hải không phủ nhận phán quyết của phiêu miếu các, người phạm tội đã bị phiêu miếu các xử lý, người còn muốn như thế nào nữa? An Thủ Quý nói, việc này, khí vân tông các ngươi nhất định phải cho vạn thú môn chúng ta một công đạo, Động tính hô to gọi nhỏ một lần nữa thu hút người trong các phòng khác bước ra xem náo nhiệt Nghiêu hữu đạo cũng bước ra, chống kiếm đứng từ xa nhìn lại Kha định kiệt bước đến, muốn dò xét tình huống, kết quả bị nghiêu hữu đạo gọi lại, người đi làm gì Kha định kiệt chỉ về phía xa, ngạc nhiên nói, đệ tử muốn xem chuyện gì xảy ra Nghiêu hữu đạo nói, còn cần nhìn sao, ngoài miệng thì lớn tiếng, nhưng lại không dám làm loạn Chuyện giữa chúng ta và vạn thú môn đúng là có chút không rõ ràng vạn thú môn đang muốn rát vàng lên mặt mình, bọn họ khi dễ người cũng không thành vấn đề, đừng đi tìm mấy chuyện không thoải mái, bây giờ không phải là lúc gây chuyện, vâng, Kha Định Kiệt đành phải đồng ý, đứng một chỗ từ xa xem náo nhiệt. Bên kia, Thái Thúc Sơn Hải cười nói, bàn giao, người ta chẳng có thứ gì hết, người muốn bàn giao cái gì, muốn đánh, an thủ quý, ta để cho ngươi ra tay, ngươi dám không. An thủ quý chỉ vào mũi thái thúc Sơn Hải, thái thúc Sơn Hải, Vạn thú môn ta không phải ai muốn gây thì gây Ngươi nghe cho kỹ đây Việc này, khí vân tông không cho vạn thú môn ta một câu trả lời thỏa đáng Đừng trách vạn thú môn ta tham gia vào nước tề hay nước vệ Ngươi có tin vạn thú môn ta có năng lực hỗ trợ hai nước đó tiêu diệt nước tấn ngươi không? Ta lười nói nhảm với ngươi Khí vân tông ngươi hãy tự xem mà xử lý đi Dứt lời, ông ta phất tay bỏ đi Đám người phía sau tránh đường Người nước tề và nước vệ nhìn nhau Sau đó rời đi theo hình như đang có ý dựa hơi vạn thú môn. Người hữu tâm lập tức nhìn ra, an thủ quý mượn cơ hội lên tiếng, muốn nói cho nước tề và nước vệ nghe, mục đích là lôi kéo môn phái hai nước tề, vệ giúp đỡ ông ta cùng chung hoạn nạn lần này. Đứng trên bậc thang, sắc mặt thái thúc sơn hải âm tình bất định, cũng không tiếp tục cường ngạnh nữa. Chính xác, vạn thú môn không phải môn phái bình thường. Trước giờ bọn họ vẫn luôn duy trì trung lập, bây giờ bị vạn thú môn tìm được cỡ, một khi vạn thú môn tham gia phân tranh ba nước tấn, vệ, tề, sẽ hoàn toàn bất lợi cho nước tấn. Cuộc chiến Yến Tống, cho dù mông sơn minh có tài, nhưng vạn thú môn vừa mới gia nhập, lập tức khiến quân Yến tổn thất nặng nề. Có một việc ông ta biết rất rõ, nước tấn đang bí mật tiến đánh nước vệ, nếu vạn thú môn thật sự tham gia, sẽ mang đến uy hiếp to lớn cho nước tấn. chương 1526, phá cửa 2 Tuy nói phiêu miếu các đã phán quyết việc này, nhưng nếu vạn thú môn cứ nắm chặt không thả, vì đại cục, ông ta đoán trừng khí vân tông không cho vạn thú môn một câu trả lời thỏa đáng là không được. Như hữu đạo cao mày, an thủ quý của vạn thú môn khí thế hùng hổ đến bên này, xem ra lai like giả bất thiện. Vì sao mà đến, hắn có thể đoán ra được, còn vì cái gì nữa chứ? Hắn vừa mới không cho Kha Định Kiệt đến đó để tránh phiền phức, ai ngờ an thủ quý lại chủ động tìm tới. Đi, như hữu đạo quay người nói một tiếng, sau khi cùng với tần quan và Kha Định Kiệt vào phòng, hắn quay người lại nói, đóng cửa két cánh cửa phòng đóng lại ngay cả cửa sổ cũng không ngoại lệ đóng thật chặt như Hữu đạo cút ra đây cho ta an thủ quý gầm lên bên ngoài trong phòng tần quan và kha định kiệt nhìn nhau như Hữu đạo nói cứ làm như không nghe thấy đừng để ý đến ông ta hai người đành phải tuân mệnh như Hữu đạo tính làm rùa đen rút đầu có thật giật mình à cút ra đây an thủ quý đứng bên ngoài chửi mắng một trận mắng cả một hồi mà bên trong vẫn không một chút phản ứng người bên ngoài vây xem nhìn thấy mà buồn cười gõ cửa, cảm giác giống như mình là quá phụ chửi đồng, an thủ quý phất tay ra hiệu. Hai đệ tử hai bên lập tức nhảy đến dưới mái hiên, cùng nhau gõ vào cánh cửa. Trong phòng vang lên tiếng ồn ào, Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa mở hai mắt, nhìn về phía cánh cửa phòng đang bị đập ầm ầm. Tần Quan hỏi, "Trưởng lão, đối phương không chịu về, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lão tử đang muốn thấp điệu, sợ bị người ta tìm cớ, không muốn gây phiền phức, lại còn không biết xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo hơi tức giận, thả hai chân xuống chống kiếm chậm rãi bước đến ra hiệu hai người đang canh giữ cửa tránh ra chỉ thấy nghiêu hữu đạo đưa tay áp vào cánh cửa im lặng chờ đợi cái gì đó hai người tần kha đang hiếu kỳ không biết trưởng lão của mình định làm gì đột nhiên cạch một tiếng thiếu chút dọa hai người nhảy ngược một cái bọn họ nhìn thấy nghiêu trưởng lão phất tay cánh cửa nổ tung cửa phòng không còn nữa mảnh gỗ bay tá lả trong phòng hai người tần kha trợn tròn mắt hai gã đệ tử vạn thú môn đang gõ cửa bên ngoài cũng sợ ngây người. Cánh cửa để gõ không còn, nắm tay hai người vẫn còn ở trên không, buông không được mà gõ tiếp cũng không được, cả hai đều trợn tròn mắt. An thủ quý cũng mở to mắt, sau đó khẽ nhếch miệng chấn tỉnh lại, rất muốn mắng hai gã đệ tử. Ta bảo các người gõ cửa chứ không phải bảo các người phá cửa. Đám người vây xem cũng hoàn toàn bó tay, có người nhanh chóng tản ra một bên, bởi vì có người của phiêu miếu các đến. Không đến mới là lạ, động tĩnh lớn như vậy đây quả thật là động tĩnh đánh nhau bình thường người ở các phái lớn tiếng với nhau hai ba câu ở đây cũng không sao nhưng không cho phép bọn họ ra tay đánh nhau nơi này là nơi nào chứ há để cho người tùy ý ra tay các thành viên phiêu miếu các rơi xuống đất đồng loạt nhìn mảnh gỗ cánh cửa phòng đang bay tán loạn hai gã đệ tử vạn thú môn đang gõ cửa bị hù dọa vội tranh thủ lui ra tình huống như thế nào thái thúc sơn hải đứng dưới mái hiên cũng bị động tĩnh to lớn này kinh động nhịn không được bước đến nhìn xem. Ngay cả cửa của ông đây cũng muốn đập, các người định làm gì, muốn giết người sao? Nào, ông đây để các người giết đấy, ai có gan thì nhào vô. Giọng của Ngưu Hữu Đạo từ trong phòng truyền ra, người từ trong những mảnh gỗ vụn bay tán loạn bước ra ngoài, một tay chống kiếm, một tay vung vẩy, phủi bụi trước mặt. Nhìn thấy người phiêu miếu các bên ngoài, Ngưu Hữu Đạo sững sờ, là các người đập cửa phòng của ta. Ta tự hỏi không biết tại sao người của vạn thú môn lại có gan to như vậy ta vừa trở về, cũng đâu có làm chuyện gì. Có việc thì các người cứ nói một tiếng là được, cũng đâu cần đập nát cửa phòng của ta chứ. Các thành viên phiêu miếu các sừng sốt, người dẫn đầu trầm giọng nói, ai đập cửa phòng của ngươi. Nói bậy nói bạ gì đó, như hữu đạo quay lại chỉ cánh cửa phòng không còn, phòng cũng không thể không có cửa chứ. Người dẫn đầu quay lại nhìn mọi người, cửa là do ai đập. Sắc mặt an thủ quý vô cùng khó coi, có chút không rõ tình huống. Cho dù người của ông ta tức giận mà dẫn đến hành động này, nhưng nhất thời ông ta không biết nên trả lời như thế nào. Một trong hai đệ tử vạn thú môn lên tiếng, không phải ta đập. Người kia nghe xong, cũng vội vàng nói, cũng không phải ta đập. Như hữu đạo hừ một tiếng, thật kỳ lạ, người không đập, gã cũng không đập, xem ra là do cánh cửa phòng của ta có vấn đề rồi. Như vậy mà cũng nói được, Kha Định Kiệt và Tần Quan từ trong nhà bước ra, đứng im không nói. Bọn họ phát hiện như trưởng lão của mình đúng là không phải loại người tốt, không có chút phong độ của trưởng lão gì cả hôm nay xem như được mở mang tầm mắt người dẫn đầu trầm giọng hỏi ta hỏi lại lần nữa là ai đập nghiêu hữu đạo hất cảm với người đang đứng xem các người có thấy ai đập không không cái thiên đứng trong đám người lập tức lên tiếng trách móc tất cả mọi người đều nhìn thấy là do người vạn thú môn đập người dẫn đầu quay sang nhìn an thủ quý tại sao lại phá cửa an thủ quý vội vàng xua tay không phải phá cửa mà là gõ cửa ông ta muốn phủ nhận quan hệ với mình nhưng có nhiều người nhìn thấy như vậy cũng không phải một đám bị mù nói không liên quan đến mình dường như không thể nào nói nổi. Người dẫn đầu nói, nói cách khác, người thừa nhận vạn thú môn người gây sự trước cửa phòng người ta. Gõ cửa có cần gõ đến không còn cánh cửa không? Nơi này cửa cũng không ít, người gõ lại cho ta xem. Gõ không được như thế này, ta gõ đầu của ngươi. An thủ quý hơi phát hoảng, không nghĩ đến vừa đến đã xuất hiện chuyện như vậy. Ông ta chưa trải qua nên không biết thánh cảnh có bao nhiêu nghiêm khắc. Chính vì không biết sâu cạn nên không sợ, ông ta gọi hai gã đệ tử, các ngươi quay lại đây. Hai gã đệ tử lo lắng bước đến, An Thủ Quý giận dữ nói, ta bảo các ngươi gõ cửa, ai bảo các ngươi phá cửa. Một gã đệ tử sợ hãi nói, đệ tử chỉ gõ cửa thôi mà, không có phá cửa. Hai gã đệ tử lắp bắp giải thích, lúc này, An Thủ Quý đã hiểu rõ, 89 phần 10 là nghiêu hữu đạo dở trò quỷ trong phòng, cố ý hãm hại ông ta. Đám người phù hoa nhìn nhau, nghe xong, hình như rất có thể là do nghiêu hữu đạo làm. Để để kết bái của bọn họ hoàn toàn có khả năng làm ra việc này. Người dẫn đầu quay lại nhìn Nưu Hữu Đạo, bọn họ hoài nghi ngươi chính là người phá, người giải thích như thế nào? Nưu Hữu Đạo hỏi, ý là ta lừa bọn họ đến phòng chúng ta, cố ý hãm hại bọn họ. Dứt lời, hắn chắp tay với đối phương, ta không giải thích. Ta tin việc nhỏ này phiêu miếu các nhất định có năng lực điều tra rõ ràng. Lúc này, có thêm ba bóng người lướt đến, chính là người quản lý hoạt động rèn luyện lần này Hoàng Ban ông ta quét mắt nhìn toàn bộ hiện trường quát lớn chuyện gì xảy ra vậy người dẫn đầu vội vàng tiến lên bẩm báo lại tình huống hoàng ban nhìn chằm chằm nghiêu hiếu đạo nghiêu hiếu đạo tại sao lại là ngươi nghiêu hiếu đạo thở dài hoàng quản sự ta cũng không muốn nhưng có người chủ động đến tìm ta gây phiền phức không tin thì ngài cứ hỏi là ai chủ động đến gây chuyện tất cả mọi người đều nhìn thấy hoàng ban nhìn chung quanh sau đó quát lớn bắt hết người có liên quan cho ta Nhiu Hữu Đạo nói như vậy, ông ta cũng không để ý Nhiu Hữu Đạo có lý hay không, trước bắt Nhiu Hữu Đạo lại rồi nói, có thể thấy được ông ta ấn tượng với Nhiu Hữu Đạo như thế nào. Cũng chính vì nguyên nhân này, Nhiu Hữu Đạo mới biết mình đắc tội với người của Phiêu Miếu Các. Hắn không muốn gây chuyện trong thời điểm này, cho nên trước đó đã tránh người của Vạn Thú môn, ai ngờ người của Vạn Thú môn uống nhầm thuốc, cứ bám hắn không chịu bỏ. Chương 1527, Thánh Tôn tức giận. Những người có liên quan đều bị giam lại an thủ quý sợ hãi không biết kết cục sẽ như thế nào ông ta hơi hối hận vì đã tìm nghiêu hữu đạo để gây phiền phức sau khi điều tra kỹ càng nghiêu hữu đạo được thả ra xem ra bắt nhanh mà thả cũng nhanh ngược lại an thủ quý được hoàng ban gọi vào một tòa lầu các bên trong lầu các trang hoàng rất giản dị chỉ có một cái bàn hoàng ban đang ngồi ngay ngắn đằng sau cái bàn an thủ quý bước vào hành lễ hoàng ban lạnh nhạt nói lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ vừa mới đến thánh cảnh đã dám gây chuyện. Đây không phải là lúc nói chuyện này, nếu không phải không đúng lúc, ông ta có thể lấy lý do này trực tiếp làm thịt an thủ quý, dùng một người gian trăm người. Nhưng hiện tại đang ở trong một quần thể, không có khả năng tùy hứng. Các thành viên tham gia rèn luyện đều đang chờ nhiệm vụ rèn luyện mới. Người của vạn thú môn cũng là do phiêu miếu các đưa đến. Lúc này lại xử lý người của vạn thú môn, tìm người để bổ sung thì không nói, vạn nhất nhiệm vụ đột nhiên thực hiện, thành viên tham gia rèn luyện bị thiếu, chẳng lẽ lại trì hoãn thời gian nữa sao? Ông ta không muốn nhiệm vụ mà mình đang quản lý lại phát sinh vấn đề. Lo lắng nhiều thứ, ông ta quyết định nâng lên thật cao rồi nhẹ nhàng buông xuống. An thủ quý chắp tay giải thích, hoàng quản sự, ta đã hỏi đệ tử trong môn, bọn chúng không có năng lực phá cửa, nhất định là nghiêu hữu đạo dở trò quỷ trong phòng. Hoàng ban nói, các người tự làm chứng cho mình, ai tin chứ? Các người cảm thấy nghiêu hữu đạo sẽ thừa nhận sao? là Nghiêu Hữu Đạo chủ động gây phiền phức cho các ngươi à? Tất cả mọi người đều nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo tránh các ngươi, là các ngươi chủ động tìm đến cửa. Mọi người lại nhìn thấy các ngươi gõ cửa, cuối cùng là phá cửa. An Thủ Quý tức giận nói, Hoàng Quản sự, chúng ta thật sự bị oan. Đệ tử của ta tuyệt đối không dám dối gạt ta. Xin Hoàng Quản sự thẩm tra Nghiêu Hữu Đạo nghiêm khắc, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Hoàng Ban đứng lên, An Thủ Quý, có phải đầu của ngươi có bệnh hay không? Nghiêu hữu đạo có vấn đề thì như thế nào, điều tra ra thì sao? Là các người chủ động tìm người ta gây phiền phức, rất nhiều người trong viện đều nhìn thấy, là vạn thú môn các người chủ động gây chuyện. Xử lý nghiêu hữu đạo, nhưng có thể buông tha cho người chủ động gây chuyện không? An thủ quý sửng sốt, chợt hiểu ra ý tại ngôn ngoại, lập tức hỏi dò ý của Hoàng Quản sự là. Hoàng Ban nói, nhiều người nhìn thấy như vậy, việc xảy ra cũng phải có cái để bàn giao. Ta phạt các người đi sửa cửa, chỉ bị trừng phạt nhẹ, an thủ quý nhẹ nhàng thở ra xem như không có ý kiến tiếp nhận chịu phạt nhìn an thủ quý rời đi hoàng ban lắc đầu thật ra ông ta cũng muốn thu thập nghiêu hữu đạo huyền diệu cố ý dặn dò ông ta bảo ông ta giám sát nghiêu hữu đạo chỉ cần nắm được thóc của hắn lập tức giết chết hắn ngay nhưng đứng nói chuyện thì làm sao mà không đau eo ông ta cũng biết chỉ cần nghiêu hữu đạo không phạm sai lầm lớn ngay cả đinh vệ cũng không dám quá phận với nghiêu hữu đạo nếu không sẽ khiến cho người ta phải suy nghĩ vẫn là câu nói kia bây giờ ông ta đang chủ trì rèn luyện cũng không muốn hành động của mình xảy ra vấn đề để số lượng thành viên rèn luyện không đủ ông ta cũng không tiện bàn giao về sau ba người của vạn thú môn đều được thả an thủ quý đi tìm vật liệu gỗ làm thành cánh cửa sau đó đến thay lại cánh cửa bị vỡ cho nghiêu hữu đạo sự việc cũng chẳng lớn lao gì nhưng lại làm cho an thủ quý cảm thấy mất mặt còn người các phái thì giống như đang xem một trò cười cũng may ông ta còn có hai đệ tử cũng không cần ông ta đích thân ra tay. Trong quá trình sửa chữa, trong phòng quá ồn, Nhiêu Hữu Đạo dẫn hai người Tần Kha ra ngoài phơi nắng. Đốc thúc sửa chữa xong, An Thủ Quý cuối cùng cũng tìm được Nhiêu Hữu Đạo. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ một trận, Nhiêu Hữu Đạo hỏi, An Thủ Quý, người vẫn còn muốn kiếm chuyện hay sao? An Thủ Quý nói, tại sao lại như vậy, trong lòng ngươi biết rõ. Nhiêu Hữu Đạo nói, người hoài nghi ta dở cho quỷ. Người xác nhận hai gã đệ tử của ngươi không phải do sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm mà nói dối sao an trưởng lão ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi một câu ở đây mà có hai đệ tử không thành thật cũng không phải chuyện tốt thái thúc sơn thành chính là vết xe đổ an thủ quý im lặng bị nói như vậy chính bản thân ông ta cũng có chút không dám xác nhận không biết có phải đệ tử bên dưới của mình có người vì sợ hãi mà trốn tránh trách nhiệm hay không nhưng ông ta không biểu hiện suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài ông ta bỏ qua chủ đề này hỏi vấn đề khác thái thúc sơn thành nói người cấu kết với triều kính người giải thích như thế nào như hữu đạo nói không có chứng cứ ta cần phải giải thích sao nếu nước bẩn có thể vì tiện dội ra ngoài để hãm hại người an trưởng lão người có tin ta có thể đổ lên đầu ngươi một trăm thùng không triều kính và triều thắng hoài đã chết nhân chứng bất lợi đều chết sạch bây giờ hắn không có gì phải sợ cả an thủ quý hỏi vậy người giải thích đám phi cầm kia của ngươi là ở đâu ra nghe đến đây ngay cả tần quan và kha đình kiệt cũng thầm nghĩ trong lòng. Trước đây bọn họ ở tử kim Đồng cũng nghe nói phi cầm trong tay như trưởng lão có thể so sánh với một môn phái lớn. đệ tử trong môn đã từng bàn tán với nhau là chúng ở đâu ra. các loại giải thích đều có, đa số đều nghiêng về lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán rượu của như trưởng lão. bây giờ xem ra, sợ rằng chúng có lai lịch bất chính. trong khoảng thời gian tiếp xúc với như trưởng lão, hai người cảm thấy như trưởng lão tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện tà môn ngoại đạo này. Như hữu đạo nói, người quan tâm ta lấy ở đâu ra? Đồ vạn thú môn người bán ra còn quan tâm người khác sử dụng như thế nào hay sao? Người khác mua, cưới hay tặng hay giết thịt hầm ăn là chuyện các người cần quan tâm à? Người đừng nói ta trộm phi cầm vạn thú môn người đấy nhé. Vạn thú môn của người có bị mất đồ không? Lui một vạn bước mà nói, cho dù ta có ăn trộm, các người có chứng cứ sao? An trưởng lão, không có chứng cứ thì đừng nên ăn nói lung tung. Ngươi nên suy nghĩ làm sao có thể còn sống trở về thì hay hơn. An Thủ Quý nói, việc này, khi ta trở về vạn thú môn, ta khẳng định sẽ bắt ngươi bàn giao, nhất định sẽ điều tra ra. Sở dĩ ông ta cứ bám lấy việc này là vì hoài nghi của Thái Thúc Sơn Thành đã khiến ông ta nghĩ đến một việc. Ông ta vốn phụ trách tổ ưng ở vạn thú môn, ký ức đối với trận ôn dịch phát sinh năm đó khiến tổn thất rất nhiều phi cầm tỏa kỵ vẫn còn mới mẻ trong đầu. Chuyện này đến nay vẫn chưa được rõ ràng, nếu triều kính là nội gian, ông ta rất có khả năng làm tay chân cho Ngưu Hữu Đạo. Cộng thêm việc Ngưu Hữu Đạo vô duyên vô cớ có rất nhiều phi cầm tòa kỵ, đúng là rất đáng để hoài nghi. Ngưu Hữu Đạo cười lạnh, cha quỷ thì còn được, với thân phận và địa vị của hắn lúc này, vạn thú môn còn có thể bắt trưởng lão tử kim động để thẩm vấn hay sao? Nếu thật sự như thế, tử kim động cũng không phải không thể đánh đến tận cửa. Những người có liên quan đều đã chết, làm sao cha? Vẫn là câu nói kia, hắn là trưởng lão tử kim động, hoài nghi thôi thì không làm gì được hắn. An trưởng lão, các người muốn điều tra cái gì cũng được, ta ngay cả có thể còn sống để trở về hay không cũng không biết, tùy các người cha như thế nào thì cha. Nghiêu hữu đạo nói một câu, sau đó nhìn chung quanh, tiếp tục nói, người còn chưa hiểu tại sao mình lại được bổ sắc vào đúng không? Người viết xuống những thứ đó, người cho rằng mình có thể không có việc gì mà trở về. Ta cho người biết, những người viết thứ đó đều không trở về được. Nói đến đây, miệng hắn tiến sát bên tai An Thủ Quý, thấp giọng nói, nhìn thấy các người được bổ sung vào, ta đã hiểu ra được một số chuyện, vì sao người của các đại phái đều phải đến. Còn không nhìn ra được sao, chương 1528, người đưa bữa ăn một. Thánh Tôn muốn dùng chúng ta làm vật dẫn ổn định các đại phái, cũng chính là ổn định toàn bộ giới tu hành, tiến đến ổn định toàn bộ thiên hạ, khi đó mới tiện thu thập phiêu miếu các. Chúng ta không còn đường lui, cái gì gọi là rèn luyện chỉ là muốn ép chúng ta đấu với phiêu miếu các, người còn rảnh rỗi để cắn ta sao? An thủ quý giật nảy mình, lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn như hữu đạo. Hoàng ban đang cầm tờ giấy xem xét cũng giật nảy mình. Đinh vệ đứng yên trước một cánh cửa sổ bên trong trọng địa thủ khuyết sơn trang. Xem hết nội dung trên tờ giấy, Hoàng ban không tưởng tượng nổi, ngẩng đầu hỏi, để bọn họ tham gia các bộ, còn cho bọn họ quyền lực báo cáo trực tiếp với Thánh Tôn. Đinh vệ gật đầu, không được Thánh Tôn cho phép, bất kỳ người nào cũng không được phép phán quyết sinh tử của bọn họ phải được thánh tôn đồng ý mới có thể chấp hình hoàng ban kinh hô tại sao lại như vậy đinh vệ thở dài trong lúc tỉ thí có người của phiêu miếu các phạm quy người chấp trưởng quy củ lại phạm quy thánh tôn tức giận thành tích của cuộc tỉ thí không được công nhận dự định chọn thành viên có thành tích ưu tú của các phái thu nạp vào phiêu miếu các cũng bị hủy thánh tôn ra lệnh để thành viên các phái tham gia rèn luyện tiến vào các bộ phiêu miếu các để điều tra vấn đề hoàng ban nói tự phiêu miếu các chúng ta điều tra sao có thể để người ngoài tham gia chứ? Đinh vệ nói, ta cũng nói như vậy, thánh tôn giận dữ mắng lại, mình có thể điều tra mình sao? Hoàng ban, chúng ta đang đối lý, không còn lời nào để nói, cứ chấp hành đi. Hoàng ban chán nản nói, cái gì là rèn luyện chứ, chỉ là ngụy trang mà thôi, muốn tìm cớ, chúng ta lại còn tận tâm tận lực. Sau lưng bọn họ đều có lực lượng các đại môn phái. Làm như vậy, không phải muốn triệt tiêu quyền lực của phiêu miếu các sao. Đinh vệ nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, không được ăn nói lung tung. Thành viên các phái một lần nữa được tập trung lại, khi hoàng ban truyền đạt lại thông tin mới, thành viên các phái đang xếp bằng ngồi trong nội đường đều sợ ngây người, khó có thể tin được. Cho bọn họ quyền lực điều tra phiêu miếu các, bọn họ có thể trực tiếp liên hệ với thánh tôn, quyền sinh sát đối với bọn họ do thánh tôn quyết định, bất kỳ người nào cũng không có quyền phán quyết. Đột nhiên có được quyền lực to lớn như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng mình nghe lầm ngay cả Ngưu Hữu Đạo cũng không nghĩ đến chuyện hắn phỏng đoán lại thành sự thật như vậy. Ngay từ đầu, việc rèn luyện còn bị ngâm đó, nhưng một khi nắm được nhược điểm trong tay lập tức triển khai oanh liệt, không sợ nhiễu loạn xảy ra. Ngưu Hữu Đạo xem như lĩnh giáo được bá khí khí thôn thiên hạ của chín thánh. Quan sát phản ứng của mọi người một lát, Hoàng Ban nói ta đã giải thích rõ với các người, ngoại trừ một số chỗ không cho phép các người tham gia, danh sách các bộ được phép tham gia đều được phát cho tất cả các người. Cho các người ba ngày để lựa chọn, ba ngày sau, phiêu miếu các sẽ điều chỉnh lại báo cáo. Lúc này, An Thủ Quý và Thái Thúc Sơn Hải có cảm giác giống như nằm mơ. Vừa đến đã có được chỗ tốt rơi xuống đầu, cảm giác đúng là không thật. Bố trí xong, mọi người giải tán, lại được mang về tòa viện. Hoàng Ban trở về trọng địa thủ khuyết Sơn Trang, gặp Đinh Vệ, bẩm báo lại, tiên sinh, mọi việc đã được bàn giao xong. Hai, Đinh Vệ khẽ thở dài, ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Trưởng lão các phái trở lại nội viện, tất cả tập trung cùng một chỗ. Đám người Phù Hoa vốn cùng một bọn với Nưu Hữu Đạo, tất cả đều chui vào phòng của hắn. Nưu Hữu Đạo đang ngẩn người cầm danh sách các bộ của phiêu miếu các trong tay, thấy một đám người bước vào, không khỏi cười khổ. Phù Hoa vừa thấy mặt đã hỏi, "Lão đệ, người tính đến chỗ nào vậy?" Nưu Hữu Đạo đáp, "Chúng ta ngay cả các bộ của phiêu miếu các làm gì cũng không biết, biết chọn nơi nào cho phù hợp chứ? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tập trung cùng một chỗ được." Mọi người nghĩ lại thấy cũng đúng toàn thái phong hỏi bảo chúng ta lựa chọn là có ý gì như hữu đạo lung lay tờ giấy trong tay còn không phải muốn tránh hiểm nghi cho phiêu miếu cắt sao chứng minh không phải bọn họ tận lực an bài là có điều chỉnh thật lãng kinh không nói đột nhiên cho chúng ta quyền lực lớn như thế thật khiến người ta trở tay không kịp có cảm giác giống như nằm mơ như hữu đạo xì một tiếng người sẽ không cho rằng đây là chuyện tốt chứ mọi người im lặng phù hoa thở dài tất nhiên không phải chuyện gì tốt rồi nói thánh tôn mới có quyền quyết định sinh tử của chúng ta, nhưng nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết một cách mở ám cũng quá bình thường, còn trông cậy vào phiêu miếu các có thể tra ra minh bạch sao. Cùng lắm chỉ tránh được một số người công khai ra tay mà thôi. Đoạn vô thường thở dài, đây không phải bảo chúng ta nhổ răng cọp sao. Phiêu miếu các nắm trong tay quá nhiều bí mật, thế lực quá khổng lồ, thánh tôn không giải trừ quyền lực của phiêu miếu các, bảo chúng ta làm sao mà thăm dò. Muốn chết sao, như hữu đạo nói, giải trừ là thế lực của đồ tử đồ tôn mình quản lý bình thường đều dựa vào bọn họ mà làm việc làm sao mà giải trừ không có lý do bác hải minh chủ nói giải quyết hết người của bác hải ngươi là giải quyết liền được sao thế lực khổng lồ như vậy mọi người có thể ngồi chờ chết tập thể như vậy không không phải nói giải trừ là có thể giải trừ không cái tiên suy nghĩ một chút rồi nói có thể bình an vô sự hay không chúng ta không tích cực phiêu miếu các còn có thể mắt nhắm mắt mở cho chúng ta Toàn Thái Phong cười nhạo, người đang nói chuyện hoang đường gì đó. Chín thánh có khả năng để hai bên bình an vô sự à? Chúng ta viết xuống những thứ đó, cái nào nặng, cái nào nhẹ, quyền quyết định nằm trong tay chín thánh, người không làm, người ta bứng luôn cả môn phái của ngươi, người có thể chạy thoát sao? Tất cả mọi người đều không muốn gây chuyện, nhưng cứ chờ đó mà xem, bọn họ nhất định sẽ giết gà dọa khỉ, làm cho mọi người không thể không bán mạng. Chỉ là không biết ai là người xui xẻo đầu tiên mà thôi đoạn vô thường lại thở dài giết chúng ta môn phái của chúng ta lại lần lượt bổ sung thiếu chúng ta cũng không ít thêm chúng ta cũng không nhiều như vậy thì chơi như thế nào không cái thiên nói nếu chúng ta chăm chỉ phiêu miếu các buông tha cho chúng ta mới là lạ hơn nữa thế lực chúng ta đơn bạc xâm nhập vào các bộ có thể tra ra điều gì chứ nghiêu hữu đạo chế diếu sau lưng ngươi không phải có thế lực nam hải hỗ trợ sao tối thiểu không để cho người ta tùy tiện ám sát nếu thế lực nam hải dám lười biếng thứ mà ngươi viết xuống có thể bứng cả thế lực Nam Hải đấy. Hồng Cái Thiên trợn mắt nói, có trời mới biết trong tay phiêu miếu các nắm giữ bí mật gì có thể uy hiếp được Nam Hải. Như Hữu đạo cười ha hả, vậy thì không còn biện pháp nào. Nam Hải đã làm những chuyện không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, đủ để diệt môn, trước kia phiêu miếu các nắm giữ lại không xử lý, vậy phiêu miếu các muốn gạt thánh tôn để làm gì? Bây giờ không phải vừa lúc để cho phiêu miếu các giải quyết hay sao? Toàn Thái Phong run rẩy nói, thủ đoạn thật ác độc, chẳng những muốn chỉnh đốn phiêu miếu các, lại còn muốn lật ra mặt sai của các đại phái, chúng ta còn có đường lui sao? Đây không phải gác chúng ta trên lửa mà nướng à? Nghiêu Hữu đạo nói, đại ca có bản lĩnh thì qua loa đi. Giết gà dọa khỉ, con gà đó khả năng chính là đại ca đó. Toàn Thái Phong cười hì hì, lão đệ, xin đừng chê cười ta. Ngươi đừng tỏ ra vẻ chuyện không liên quan đến ngươi nhé. Ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Ở đây không có người ngoài, đều là huynh đệ kết bái của ngươi, có biện pháp gì thì không ngại nói ra cho mọi người tham khảo một chút. Như Hữu Đạo nói, đại thế bức bách, tất cả mọi người đều là nước chảy mây trôi, ta có thể có biện pháp gì chứ? Hơn nữa, ta cũng không có viết cái gì không phải. Chương 1529, người đưa bữa ăn hai. Mọi người đều im lặng, ha ha, Phù Hoa chợt cười to, cười đến run rẩy, ngón tay nhọn chọc chọc vào vai Ngưu Hữu Đạo, đừng quên có thể lần lượt bổ sung đấy nhé. Ngươi dám không tận lực, ngươi cho rằng chín vị kia không tìm được gốc dạ để thu thập ngươi sao? Nếu ngươi muốn làm như vậy, đoán chừng con gà kia chính là ngươi đấy. Hai, như Hữu Đạo than thở, nghe tỷ nói như vậy, ta lo lắng chính là việc này đấy. Cho nên, ta có thể có biện pháp nào chứ? Ta nói các vị, bây giờ nghĩ lại cũng vô dụng thôi. Chúng ta nên nghĩ ba ngày sau làm sao mà giao nộp kia kia. Tay hắn lại lung lay tờ giấy, bất lực, tạm thời cũng chỉ là như thế, mọi người vội vàng cáo từ nghiêu hữu đạo đưa mọi người ra cửa chợt gọi toàn đại ca mọi người lập tức quay đầu lại nghiêu hữu đạo giải thích có chút việc riêng phù hoa cố ý nhắc nhở đệ đệ có biện pháp nào nhớ thương lượng với tỷ tỷ nhé nghiêu hữu đạo chắp tay cúi đầu biểu hiện giống như cầu xin buông tha phù hoa cười khanh khách sau đó cùng với người của bốn biển rời đi toàn thái phong quay lại phòng hiển nhiên cũng có tâm tư giống như phù hoa đuổi theo nghiêu hữu đạo thấp giọng hỏi để nghĩ ra được biện pháp nào sao đại ca suy nghĩ nhiều quá rồi, mời đại ca ngồi, vừa lúc ta nghĩ đến một việc, muốn hỏi thăm đại ca một chút. Nghiêu hữu đạo ngồi bên cạnh, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Toàn Thái Phong ngồi xuống, hỏi chuyện gì thế? Nghiêu hữu đạo hỏi, đại ca có biết Phùng Quan Nhi không? Phùng Quan Nhi, Toàn Thái Phong ngạc nhiên, gật đầu nói, biết, tôn nữ trưởng môn tiền nhiệm của Lăng Thiên Các. Nàng ta không phải tu sĩ, ngươi không cân nhắc tính mạng của mình ở thánh cảnh, còn nghe ngóng nàng ta làm gì? Nghiêu Hữu Đạo nói, nàng ta không phải là phu nhân của La Chiếu sao? La Chiếu chạy đến nước tấn, tại sao nàng ta lại không đi theo? Bị các người bắt rồi à? Toàn Thái Phong cảnh giác, dò xét Nghiêu Hữu Đạo trên dưới một phen, không khỏi cảnh cáo, lão đệ, ta cảnh cáo trước, chúng ta kết bái thì kết bái, giao tình thì giao tình, nhưng liên quan đến quốc sự, tốt nhất là người đừng có ý đổ xấu lên ta. Nghiêu Hữu Đạo nói, đại ca nói gì thế, nếu có lợi ích hoặc bí mật liên quan đến hai nước, đại ca có thể nói cho ta biết không là chuyện như vậy nhưng toàn thái phong không hiểu không phải nhưng ngươi nghe ngóng nàng ta để làm gì ta thật sự nghĩ không ra nghiêu hữu đạo đáp đột nhiên nhớ lại nên hỏi một chút toàn thái phong nói ngươi ít làm bộ với ta đi ta đoán chừng các ngươi không quen nhau nhưng tại sao ngươi lại nghĩ đến nàng ta chứ nghiêu hữu đạo kỳ quái hỏi đại ca không biết nàng ta quen với ta sao toàn thái phong ngạc nhiên các người quen biết nhau nghiêu hữu đạo nói khi hai quân giao chiến lúc nước yến tấn công vào cảnh nội nước tống nàng ta đã từng bị ta bắt nhốt một khoảng thời gian ở mao lư sơn trang nàng ta không nhắc đến việc này sao toàn thái phong ngẩn cả người ông ta nhớ đến khi đó phùng quan nhi đúng là đã biến mất một khoảng thời gian bọn họ còn vận dụng không ít người đi tìm thì ra là bị nghiêu hữu đạo bắt ông ta do dự một hồi mới lắc đầu nàng ta không hề nhắc đến chuyện này lúc đó ta cũng có hỏi nàng ta sống chết cũng không nói thì ra là rơi vào tay ngươi. Nhà đầu đó tư sắc đều thuộc hàng thượng đẳng, người đối với nàng ta nhớ mãi không quên, không phải ngươi đã làm loạn nàng ta chứ. Nghiêu hiểu đạo suy nghĩ, đại khái cũng hiểu được vì sao Phùng Quan Nhi không đề cập đến, đại ca suy nghĩ nhiều rồi. Khi hai nước giao chiến, nàng ta sợ mình trở thành con tin nước yến dùng để áp chế trượng phu đang chỉ huy tác chiến của mình, sống chết không chịu bại lộ thân phận. Cho đến khi hai nước ngưng chiến, nàng ta mới chịu nói ra. Cô nữ như thế khiến ta rất bội phục, không biết bây giờ nàng ta ra sao rồi. Là như vậy sao? Toàn Thái Phong suy nghĩ trong lòng, nhưng ngẫm lại cũng không thấy có gì quan trọng, không khỏi nói một chút. Không phải La Chiếu không mang theo nàng ta đến nước tấn, mà là La Chiếu muốn rũ sạch quan hệ với nước tống, bỏ nàng ta đi. Trước kia tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, thật không nghĩ đến La Chiếu lại là loại người đó. Thấy nước tống không có tiền đồ, vội từ bỏ thê tử kết tóc xe tơ còn lại thì ta không quá chú ý cho nên không được rõ ràng tình huống cụ thể bỏ nghiêu hữu đạo ngoài ý muốn không khỏi im lặng thấy không có chuyện gì khác toàn thái phong vội cáo từ về sau nghiêu hữu đạo không khỏi bỏ qua tạp niệm của mình lấy tờ giấy có ghi các bộ của phiêu miếu các đặt lên trên bàn tần quan xích lại hỏi do một câu trưởng lão quyết định đi bộ nào chưa một chút đầu mối cũng không có nghiêu hữu đạo lắc đầu người các phái bị vây trong viện Ban đầu đều có cảm giác giống như có chuyện tốt nện xuống đầu. Sau khi tỉnh lại, tất cả đều ý thức được đây không phải chuyện tốt, nhất thời bầu không khí trong viện hơi trầm lại. Ngày kế tiếp, đúng giờ, người đưa thức ăn lại đến. Ăn uống của thành viên các phái đều được chuẩn bị, về điểm này, phiêu miếu các không để mọi người phải bận tâm, đều sắp xếp chuyên gia phụ trách. Kha Định Kiệt giống như trước đây, đến cửa nhận hộp cơm, ai ngờ nhân viên đưa cơm nhìn vào trong phòng, sau đó nhìn phòng đối diện, nói: "Bữa ăn hôm nay rất quan trọng." cần như trưởng lão đích thân đến lấy kha định kiệt ngạc nhiên ngay cả nhưu hữu đạo còn đang chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn suy nghĩ cũng phải ngạc nhiên quay đầu lại nhân viên phiêu miếu các cầm theo hộp cơm khẽ gật đầu nhưu hữu đạo không biết có ý gì nhưng vẫn đi tới cửa chắp tay nói làm phiền rồi đối phương dùng hai tay đưa hộp cơm nhưu hữu đạo sửng sốt đưa tay nhận lấy chỉ vì đối phương đang nhét cái gì đó vào tay hắn người kia đưa hộp cơm xong lập tức xoay người bỏ đi nhưu hữu đạo bước ra cửa nhìn chăm chú bóng lưng rời đi sau đó quay người bước vào bên trong đưa hộp cơm cho kha định kiệt kha định kiệt cầm hộp cơm đến bên cạnh bàn vừa bày thức ăn vừa lẩm bẩm trưởng lão tại sao hôm nay lại có cảm giác là lạ nghiêu hữu đạo quay lưng cúi đầu nhìn vật trong lòng bàn tay phát hiện là một viên thuốc hình tròn hắn cẩn thận bóp nát nhìn thấy bên trong có một tờ giấy hắn chậm rãi mở tờ giấy ra bên trên có chữ viết xem xong nội dung sắc mặt hắn lập tức thay đổi phản ứng đầu tiên sau khi ngẩng đầu, nhanh chân bước ra khỏi căn phòng, khiến cho Kha Định Kiệt và Tần Quan cùng quay đầu nhìn sang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo siết chặt lấy viên giấy trong lòng bàn tay phóng tầm mắt tìm kiếm, muốn tìm cho bằng được người đưa cơm vừa rồi, nhưng mà sớm đã không thấy tung tích. Muốn đi ra ngoài tìm cũng không có khả năng, tòa đại viện này bị trông giữ chặt chẽ, không cho ra ngoài, cuối cùng cũng là quay trở vào trong nhà. Tần Quan và Kha Định Kiệt nghênh đón, sau đó hỏi, trưởng lão, làm sao vậy? không có gì, như hữu đạo lắc đầu chỉ là cảm thấy người vừa rồi có chút kỳ lạ. Tần quan gật đầu, quả thật có chút kỳ lạ, như hữu đạo ngồi trở lại trên ghế, suy tư hỏi, Kha Định Kiệt, ban nãy người nói người đó hôm nay là lạ, hôm nay. Trước đây người từng gặp qua hắn ta sao? Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, hắn ta chính là một trong những người tạp vụ phụ trách thay phiên đưa cơm, đưa nước ở đây, chỉ cần người của các phái ở đây, hắn ta căn bản mỗi ngày đều sẽ đến, ngày chưa từng gặp sao, nghiêu hữu đạo lắc đầu chưa từng để ý qua không hề nói ngoa trước đây đến giờ cơm trên cơ bản đều là tần kha hai người ở bên ngoài nhận thức ăn người chưa từng bước vào trong hắn không để ý đến tần quan lần say chúng tôi sẽ để ý nhiều thêm một chút trưởng lão dùng bữa thôi chỉ hộp đồ ăn dọn xong trên bàn các ngươi ăn đi nghiêu hữu đạo phất tay không có tâm tình ăn ngoài ra không quên dặn một câu người này có chút kỳ lạ cần phải để ý một chút phát hiện hắn ta đến lập tức nói cho ta, ta tiếp xúc một chút thử xem. chương 1530, văn kiện mật, rõ, hai người đáp lại, sau đó đi đến bên bàn ăn tạm cơm. như Hiếu Đạo ngồi ở trên ghế rõ ràng đang suy nghĩ gì đó, viên giấy ở trong lòng bàn tay Vân về qua lại, đồ rốt cuộc là ai đưa đến. Hắn có thể chắc chắn người đưa cơm chỉ là chân chạy vặt, tuyệt đối không phải là người biết chuyện sau màn, có một số sự việc cũng không phải là một người đưa cơm có thể biết được nội dung viết trên giấy liên quan đến có liên quan đến bí mật che giấu, bí mật hắn ở trong bí cảnh thiên đô không thể lộ ra ánh sáng. Bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng này cũng chỉ là hóa thành vài câu trên giấy mà thôi, người của phiêu miếu các ở trong bí cảnh thiên đô đánh mất một bộ đồ, lúc các phái vây quét nghiêu hữu đạo trốn vào giữa sông có người của phiêu miếu các xuất hiện qua, mà nội dung trên giấy rõ ràng cho hay, người của phiêu miếu các chưa bao giờ đi qua nơi vây quét kia. Câu cuối cùng nhắc nhở một câu, có chuyện gì cần cứ việc liên lạc với người đưa thư, trong phạm vi năng lực có thể đều sẽ giúp Nghiêu Hữu Đạo. Thử hỏi việc đòi mạng này bị người nắm giữ, hắn làm sao còn có tâm tình ăn cơm. Ban đầu lúc đi bí cảnh thiên đô, có một số việc hắn cũng là bị ép không còn cách nào khác mới bí quá hóa liều, hắn lúc đó bị ép đến đường cùng, nếu như không nghĩ hết mọi cách để cầu đường sống, rất có có thể sống tiếp. Do đó vừa vào bí cảnh liền trộm một bộ quần áo của phiêu miếu các, chuẩn bị tốt ngộ nhớ gặp nguy hiểm thì giả làm người của phiêu miếu các để thoát thân. Theo ngày tháng lâu dài, mỗi người đều bất chi bất giác hình thành nên phong cách hành sự mà bản thân cảm thấy hữu hiệu. Đây cũng là phong cách của nghiêu hữu đạo hắn, càng là lúc nguy hiểm càng phải cố gắng để lại một con đường lui dưới sự bất đắc dĩ, coi như là bảo đảm con đường sống cuối cùng, cũng giống như là đi hoang trạch tử địa, hắn muốn nghĩ hết mọi cách dựng lên mối quan hệ với hồ tộc, lỡ như thất bại thì sẽ trốn vào trong địa bàn hồ tộc ẩn thân, gác lại thân hữu dụng mưu đồ tái khởi. Khi ở thiên đồ bí cảnh bị các phái truy sát, hắn dùng y phụ của phiêu miếu các thoát thân. Theo lý mà nói, người truy sát khi đó nhìn thấy người của phiêu miếu các cũng sẽ không coi là gì, sẽ không bởi vì nhìn thấy người của phiêu miếu các mà bẩm báo cho phiêu miếu các, này không hợp lý, cho nên khi hắn làm việc đó vẫn nắm chắc an toàn. Các phái nhìn thấy người của phiêu miếu các, cũng không thể chắc chắn hắn đang giả mạo, chỉ có người nắm được toàn bộ tình hình, biết được phiêu miếu các mất y phục mới hoài nghi là có người giả mạo, mới nghi ngờ đến hắn. Hơn nữa trong thư có nói, khi đó không có người của phiêu miếu các đi đến nơi đó, càng nói rõ người này nắm giữ toàn bộ tình hình người của phiêu miếu các ở bí cảnh thiên đô, đây chỉ có người trong nội bộ của phiêu miếu các mới có khả năng nắm giữ lớn nhất. trên giấy tuy rằng chỉ có vài dòng chữ, lại là giản lược tóm tắt, không có chứng cứ trực tiếp cũng đủ để khóa chặt người giả mạo phiêu miếu các là ai. bây giờ hắn có thể khẳng định một điểm, thư này chắc chắn là người của phiêu miếu các dở trò, chỉ là không rõ đối phương tại sao đến bây giờ mới lấy ra để nhắc nhở hắn việc của bí cảnh thiên đô đã qua đi lâu như vậy không thể nào là mới điều tra ra đối phương có lẽ đã nắm được từ lâu chỉ là vẫn luôn giữ kín không nói ra mà thôi sự việc đã qua đi lâu như vậy hắn vốn cho rằng đã qua rồi ai ngờ đến đã trở thành nhược điểm trong tay người khác từ lâu tại sao sớm không lấy ra muộn không lấy ra cứ phải lấy ra vào lúc này rất rõ ràng đối phương lấy ra vào lúc này là có mục đích cảm thấy thời cơ đến rồi thời cơ gì Trước mắt xuất hiện việc người của các phái sắp tham gia vào các bộ giám sát của phiêu miễu các, hắn khó có thể không hoài nghi là có liên quan đến việc này. Hắn không muốn bị đối phương rắt mũi sai khiến, muốn đem thư báo lên cho phiêu miễu các điều tra, muốn trực tiếp lật bàn. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói đến việc giả mạo người của phiêu miễu các sẽ có kết cục gì, ít nhất có một điểm có thể chắc chắn, hắn coi như là tố giác vạch trần, cũng chưa chắc có thể làm tổn thương đến kẻ sau màn. Người đưa cơm rõ ràng không phải là đầu tiêu, không có năng lực đó, mà đối phương nếu đã dám làm, thì sẽ không để phiêu miếu các dễ dàng tra ra mình, không có chút đường lui sẽ không làm việc này, bằng không là tự chuốc phiền phức. Còn có, có một việc hắn mưu đồ đã lâu, vào lúc này tố giác vạch trần sẽ ảnh hưởng đến mưu tính của hắn. Càng làm hắn suy nghĩ không thấu chính là, đối phương cảnh cáo hắn vào lúc này, muốn bảo hắn làm việc gì thì lại không nói, ngược lại nói là muốn giúp hắn. Đều nói là trên tay phiêu miếu các nắm giữ rất nhiều bí mật của thiên hạ, hôm nay hắn coi như là được lĩnh giáo rồi, cũng càng cảm nhận được. Trong lúc suy tư nghiêu hữu đạo bát chi bất giác đứng dậy, vô thức đi quanh quẩn trong phòng. Tần quan và Kha Định Kiệt qua loa dùng xong bữa cũng không quấy rầy hắn, thu dọn xong bát đĩa lắp trở về cà men, do tần quan sách ra ngoài, giao cho người trông giữ cửa viện là được. Tần quan và Kha Định Kiệt cũng nhìn ra nghiêu hữu đạo không bình thường, chưa từng nhìn thấy nghiêu hữu đạo bất an như vậy. Đêm khuya, nghiêu hữu đạo đứng trong viện ngước nhìn sao chợt thở dài một hơi, hạ quyết tâm ngày kế tiếp đám người phù hoa lại chạy đến quấy giày hỏi như hữu đạo có chọn đi đâu không không có manh mối vẫn chưa quyết định như hữu đạo vô cùng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với mọi người sau khi đám người tản đi đã gần đến giờ cơm như hữu đạo trông chờ sự việc có tin tức kha định kiệt trông ở cửa chợt xoay người lại bẩm báo trưởng lão người đưa cơm hôm qua đến rồi như hữu đạo trầm mặc sáng mắt lên đứng dậy vẫy tay ra hiệu hai người ở trong đợi tự mình đi ra cửa nhìn quả nhiên nhìn thấy người đưa cơm hôm qua lại đến rồi. Nghiêu hữu đạo đợi ở cửa, đợi đối phương đến. Sau khi người đó đưa cơm đến từng gian phòng, cuối cùng sách hộp cơm đến bên này, nhìn thấy Nghiêu hữu đạo chờ ở cửa, mỉm cười chào hỏi, như trưởng lão. Làm phiền rồi, sau khi Nghiêu hữu đạo chắp tay, nhận hộp cơm đối phương đưa tới, thuận miệng khẽ hỏi, hôm nay không có gì đưa cho ta. Người đó cũng khẽ nói, không có, có việc gì cần giúp đỡ cứ việc nói, có thể làm, ta sẽ cố gắng hết sức làm không được ta sẽ báo lên để bên trên quyết định xử lý như thế nào như hữu đạo mở hộp cơm dường như đang hỏi thăm ăn cái gì trên thực tế lại đang thấp giọng nói ta muốn gặp người sau màn người đó nói người cảm thấy ta có thể biết sao ta chỉ là chân chạy vặt làm việc kỳ thật ta cũng muốn biết là ai như hữu đạo lật đến tầng thứ hai của hộp cơm xin hỏi tôn tính đại danh người đó nói thường thanh sơn như hữu đạo ta muốn bản đồ của thánh cảnh còn có tình hình phân bố của các bộ ở thánh cảnh cùng với phạm vi chức tránh, có vấn đề không? Thường Thanh Sơn nói, dễ xử lý, ngày mai ta để trong hộp cơm đem đến cho ngươi. Nói xong lớn tiếng, như trưởng lão từ từ thưởng thức, cáo từ. Không tiến, như hữu đạo sách hộp cơm quay trở về. tần kha hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người ở cửa nói thầm cái gì, tóm lại cảm thấy có vấn đề. Người của các phái tụ tập ở nơi này được nuôi giống như nuôi heo, cũng không việc gì khác, thỉnh thoảng hàn huyên qua cửa, hỏi thăm nhau chọn lựa chọn nào vân vân, thời gian một ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như thế. Giờ cơm ngày kế tiếp, thường Thanh Sơn lại đến, vẫn là nghiêu hữu đạo đi nhận hộp cơm. Tần, Kha hai người quan sát, muốn nhìn ra chút gì đó, kết quả lần này thường Thanh Sơn và nghiêu hữu đạo giống như là gặp mặt khách khí một chút, cũng không nói gì nhiều. Trường 1531, rút thăm, phó thác cho trời một. Trên bàn ăn, nghiêu hữu đạo chậm rãi dùng bữa, đợi sau khi hai người ăn xong, Nghiêu hữu đạo lên tiếng, các người ra ngoài trông coi trước. Vâng, hai người lĩnh mệnh ra ngoài. Nghiêu hữu đạo trước bàn ăn nhìn chằm chằm cửa, cũng chậm rãi buông đũa xuống, vươn tay nắm lấy nắp hộp cơm ở trên bàn con bên cạnh mà trước đó khi mở hộp cơm hắn thuận tay móc ngược. Rút được một cuộn từ đồ vật, thu vào trong tay áo, sau đó dọn dẹp bàn một chút, thu dọn hộp cơm, sách đến cửa, giao cho tần quan đưa đi, đồng thời dặn dò hai người, các người ở bên ngoài trông coi, đừng quấy giày ta, có người đến lập tức nhắc nhở vâng hai người đáp lại cho dù không biết hắn muốn làm gì vẫn là làm theo nghiêu hữu đạo đóng cửa sổ đi đến bên cạnh giường vung tay áo quét qua mặt giường đồ trong tay áo mở ra trên giường một phần bản đồ thánh cảnh còn có tình hình các bộ mà hắn cần ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi xem xét ngày cuối cùng có một số người không tránh khỏi đến làm phiền hắn vào thời khắc đang xem đến nhập thần đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa tùng tùng ngoài cửa vang lên tiếng của tần quan trưởng lão đám người phù hoa trưởng lão cầu kiến Cửa mới này xem ra thật trướng mắt, bên ngoài có tiếng vui cười hớn hở của Hồng Cái Thiên. Nưu Hữu đạo nhanh chóng đem đồ gặp lại sơ sài, như người nhét vào trong chăn trên giường, sau khi ngồi xếp bằng xong thản nhiên đáp lại một tiếng, "Mời." Lách cách cửa mở ra, một hồi tiếng bước chân truyền đến, ngoại trừ mấy người phù hoa hay qua lại với bên này cũng không còn ai khác. Mấy người vào bên trong nhìn xem, phát hiện Nưu Hữu đạo vậy mà lại đang trong trạng thái trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa phù hoa lập tức hỏi lão đệ người đã chọn đi đến bộ nào chưa nghiêu hiếu đạo đặt chân xuống đất đứng dậy lắc đầu nói vẫn chưa phù hoa ngạc nhiên nói vậy ngươi còn có tâm tình tính tỏa tu luyện hôm nay chính là ngày cuối rồi nghiêu hiếu đạo thả lỏng người một chút xử lý manh mối lại từ đầu một lần nữa cũng không có gì không tốt các ngươi lựa xong chưa mấy người hoặc chắp tay hoặc khoanh tay hoặc hai tay chống nạnh từng người một bất lực lắc đầu toàn thái phong nói lựa như thế nào không rõ tình hình đối với việc nội bộ của phiêu miếu các chúng ta gần như chẳng biết gì, căn bản không biết đi đâu mới thích hợp, chọn trái sợ là gặp phiền phức, chọn phải e gặp phiền phức, quả thật là do dự. Nói rồi chỉ chỉ đám người, rồi lại chỉ như hữu đạo, chúng ta thường ra chuyển, hoặc thương lược, hoặc hỏi thăm tình hình người khác, ngược lại là ngươi, giống như tiểu thư khuê các, trốn trong phòng gần như không ra cửa, coi dáng vẻ của ngươi, bình tĩnh vô cùng, có phải là có ý nghĩ gì? Không cái thiên đúng vậy, lão đệ có cách nghĩ gì hay lập tức nói cho mọi người hay a à? có thể thường xuyên chạy đến ngồi lê đôi mách còn có thể thường xuyên chạy đến hỏi ý kiến của ngưu hữu đạo trên thực tế cũng là sự công nhận đối với năng lực của ngưu hữu đạo rất nhiều việc thay đổi một cách vô ý thức từng sự việc xảy ra uy danh trong lòng mọi người cũng được tích lũy từng chút một ngưu hữu đạo gặp khó khăn vẫn luôn có thể vượt qua được lần này mọi người không khỏi ôm một tia mong đợi đối với hắn lần này ngưu hữu đạo không vội từ chối sau một hồi trầm mặc mới từ tốn nói, ý nghĩ ta ngược lại có một điểm. Mọi người lập tức lộ ra vẻ mong chờ, lãng kinh không nói, xin rửa tai lắng nghe. Như hiểu đạo trầm ngâm nói, cá nhân ta nghĩ như thế này, mọi người tuy rằng đều muốn né tránh phiền phức, nhưng mọi người đều biết, chỗ tốt mọi người không thể nào tụ tập trung được, nếu thật sự tụ tập rồi, nhất định sẽ bị phiêu miếu các điều chỉnh phân tán. Toàn thái phong thở dài, đúng là như vậy, dưới tình hình không chắc chắn, ta đoán là mọi người đều muốn đến thiên hạ tiền trang, mục của tiền trang kia bị người của cửu thánh cùng nhau giám sát, trên mục có lẽ rất khó động tay động chân, lại không can dự vào việc đánh đánh giết giết, tương đối mà nói thì đỡ phiền phức hơn, thật lòng mà nói nếu như đều lựa chọn đi tiền trang, không phải là tụ tập rồi sao, không bị phiêu miếu các điều chỉnh lại từ đầu mới là lạ. Như hiểu đạo gật đầu, chỗ tốt mọi người đều muốn đi, tập trung đi thì lại không được, lựa chọn chỗ thì lại sợ rước lấy phiền phức. Điều ta muốn nhắc nhở chính là, thế cục đã rõ ràng, tình hình chúng ta đều biết, chín vị thánh tôn chính là muốn ép chúng ta đấu cùng phiêu miếu các. Nếu đã như vậy, nếu như hậu quả việc mọi người lựa chọn và không lựa chọn đều giống nhau, không bằng bàn bạc xong rút thăm là được rồi. Rút thăm, có vài người đồng thanh, phù hoa trần trừ nói, rút như thế nào. Như hiểu đạo, căn cứ vào phạm vi phương hướng mà phiêu miếu các cho, tính số người các nhà để làm thăm, để các phái rút thăm, rút được nơi nào thì đi nơi đó, để người tản đi các bộ, nơi đến bất luận là tốt hay xấu, phó thác cho trời toàn thái phong ý của ngươi là liên kết các tất cả mọi người của các phái lại cùng nhau rút thăm như hữu đạo không làm như vậy có thể tản mọi người ra hay sao không cái thiên ha ha nói làm như vậy bọn họ có thể đồng ý hay sao như hữu đạo đây không phải việc đồng ý hay không đồng ý cần phải thương lượng cùng bọn họ các phái nhà nào đơn đả độc đấu có thể thắng được phiêu miếu các mọi người cần phải liên kết lại với nhau sau khi phân tán đến các bộ bình thường phải giữ liên lạc gặp phải vấn đề thuận thiện cho mọi người phối hợp với nhau. Như vậy, mọi người có thể có khả năng cao kịp thời nắm được tình hình của các bộ, dễ dàng hành sự và chuẩn bị đối phó, có lẽ có thể tăng thêm một ít cơ hội sống sót cho mọi người. Đây cũng là phương án chuẩn bị duy nhất chúng ta có thể làm trước mắt, bằng không mỗi người tự lựa chọn nhất định sẽ xảy ra tình trạng tụ tập, cuối cùng vẫn là bị điều chỉnh ra, không giống như xem vận may sao. Kiểu gì cũng là xem vận may, tự mình quyết định trước rồi, lại liên kết xong trước không phải tốt hơn sao mọi người suy nghĩ một hồi lâu đều khẽ gật đầu toàn thái phong thở dài nói hết cách rồi xem ra chỉ còn có thể dùng cách này không còn cách nào khác ý mọi người như thế nào mọi người liếc nhìn nhau đều không có ý kiến toàn thái phong được rồi ngày cuối cùng rồi việc không thể chậm trễ đi chúng ta đi tìm bọn họ thương lượng thời khắc mọi người nhao nhao đi ra ngoài lại phát hiện nghiêu hữu đạo không có ý di chuyển phù hoa cảnh giác nói lão đệ ngươi không đi sao nghiêu hữu đạo ta không đi được các người cũng biết, người mà ta đắc tội tương đối nhiều, có người không an tâm đối với ta, ta đi rồi rất dễ có người làm trái lại, làm không tốt có thể cãi vã không dứt. Chỉ có điều mọi người yên tâm, chỉ cần định ra, ta tuân theo nghị quyết của mọi người mà chấp hành là được. Mọi người nhớ kỹ không được nói là chủ ý của ta, làm loạn lôi tới lôi lui lãng phí thời gian không có ý nghĩa. Vừa nói như vậy, dường như cũng có lý, mọi người cũng bỏ qua cho hắn. Đợi người đều đi hết rồi, nhiều hiếu đạo lại tiếp tục để tần quan và Kha Định Kiệt canh giữ ngoài cửa, đóng cửa sổ lại, bản thân lại tiếp tục vùi ở trong phòng nghiên cứu đồ mà thường Thanh Sơn cung cấp. Lúc trạng vạng tối, Hồng Cái Thiên chạy tới cho biết, lão đệ, thương lượng xong rồi, làm theo cách mà ngươi nói. Người đã tụ tập hết ở trong viện, đang chuẩn bị rút thăm, thiếu mỗi người thôi đó, nhanh lên. Nhiều hiểu đạo dễ nói chuyện, lập tức đứng dậy đi theo gã ra ngoài. Trong đại viện, trưởng lão các phái đều đến đủ rồi, Rút thăm chỉ cần những vị trưởng lão này là được không có việc của những đệ tử bên dưới lần này người tản ra các bộ tất cả đều là lấy các phái làm tổ thánh cảnh phía bên này cũng coi như là để lại một ít lực lượng thừa cho mọi người bằng không nếu như cá nhân đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ giám sát ngay cả trợ thủ cũng không có sẽ càng